từ bấm chưa, bấm này. Hay lên lại xuống xuống à? Mẹ ơi gọi đi đi thôi. Ê giờ em chào mọi người này. Rồi vô chấm mai cho em là các chị ơi, hôm nay live không? Live vết nha mọi người, live vết nam nha. Rồi vô đông đông một xíu rồi em sẽ live luôn các chị ơi. Em chào mọi người nha, rồi em chào tất cả các chị yêu nè. Rồi vô chấm mai lên cho em nào, mọi người vô đông đông một xíu đi, em sẽ bắt đầu like luôn các chị ơi, Việt Nam nha. Rồi chấm mai lên cho em nào các chị ơi, hôm nay sẽ live vết nha. Chị nào đang coi like của em thì cho em một chấm lên. Chấm và chia sẻ bài cho em, mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân nha. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong những hộ nào hôm nay tiếp. Hôm nay like nói chung là đa phần là vết trẻ hết nha các chị ơi. Trẻ quá. Rồi vô chấm mà lên cho em nào mấy chị ơi. Chấm mai chia sẻ đầy lúc view rồi. Vô đâu đâu một xíu đây em sẽ bắt đầu like luôn các chị ơi. Đầu like em bán cho chị một bộ này, bộ này, nguyên bộ này. Bộ này sẽ bán cho chị với giá 99k, bao mới cho các chị yêu mình luôn nhá. Rồi chấm mai tương tác lên cho em. Nói chung là trẻ già gì có hết nha các chị ơi, trẻ già gì có hết nha. Chấm mai lên cho em, mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân này, hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong những hộ nhá. Rồi đầu like này, đầu like bán tốt chị với giá con này với giá 99k thôi. Anh nào cỡ tầm con này, anh nào mà cỡ tầm từ 55 từ 60 kg mặc vừa cho em ha. Anh nào cỡ tầm 55 từ 60 kg mặc vừa. Cái bút hồi nhỏ có mấy đâu. Không biết, em hỏi con mẹ kia. Không biết có mấy đâu. Không có bút rồi để sao đi. Bút này tưởng con nào. Rồi chấm mai lên cho em nào các chị ơi, vô đâu đâu một xíu rồi em sẽ bắt đầu like luôn. Vô đâu một xíu rồi em sẽ bắt đầu like luôn các chị ơi. Tương tác mạnh tay cho em nè. Mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân nhá. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hộ cho em nè. Rồi đầu like bán cho các chị với vết này với giá chỉ có 99k thôi. Áp dụng là chia sẻ bài nha mấy chị ơi. Tương tác mạnh tay cho em nha. Rồi. Mua đồ, nói chung thì các chị mua đồ cho mình thì cũng mua đồ cho các anh các chị ơi, cho anh nè hoặc là anh trai gì ở nhà cũng được luôn các chị ơi. Bang rất là đẹp luôn, nói chung form cực kỳ đẹp, cái này là form của nước mình chứ không phải là form của nước ngoài nha, nên là nói chung là form chuẩn của nước Việt Nam mình ha, chứ còn mà form nước ngoài thì đa phần là size to là nhiều, nhưng mà form của nước mình thì nói chung thì cái size của nước mình thì nhiều nhá. Cả bộ gồm một áo và một quần khoác luôn hả? Đúng rồi chị Văn Oanh ơi, một quần và một áo, một khoác một quần nha mọi người nhá. Chứ còn cái này là em chỉ là mẫu thôi. Cái phần trong trên là ghi lên với lại cái áo ở trong là mẫu thôi của chồng chị chủ ấy, thấy không được đâu. Rồi chấm mà lên cho em nào các chị ơi. Áo được nha. Mà áo
Rồi chấm bài lên cho em nào mấy chị ơi, chấm bài tương tác mạnh cho em nào. Rồi đầu like bán con này cho các chị với giá nhá, với giá yêu thương luôn các chị ơi, với giá 99k thôi, áp dụng là chia sẻ bài nha các chị ơi nha. Với giá 99k áp dụng là chia sẻ bài này. Rồi dành cho anh nào này, dành cho anh nào hoặc là chú nào cỡ tầm mà từ 55 từ 65 à, từ 55 55 60 kg em vừa, bao gồm là có một quần và bột như này các chị ơi, còn phần phía trong chỉ là làm nền thôi nhá. Rồi lên cho em mã A99 và kèm luôn số cho em ạ, 99k 99k nha mọi người ha. Lên cho em mã A99 và kèm luôn số cho em ạ. Lên cho em mã A99 siêu đẹp luôn các chị ơi, lên cho em mã A99 và kèm luôn số cho em ạ. Chấm bài tương tác lên cho em nè, chấm bài chia sẻ lên cho em nào mấy chị ơi, lên cho em mã A99 và kèm luôn số cho em nhá. Lên cho em mã A99, cái này là em chỉ mặc cho canh mặc như nào thì mặc như nào ha. Chứ bây giờ nếu mà các chị bảo em like em mặc lên người là cơ mà cái này phải hai người em mặc mới vừa được. Rồi lên cho em mã A99 nha các chị ơi, lên cho em mã A99 nhá. A99 con này dành cho chị dành cho anh nào cỡ tầm 55 60 kg mang vừa cho em. Dành cho anh nào 55 tới 60 kg mặc vừa nhá, 55 60 kg mặc vừa. Lên cho em mã A99 nha mọi người, nguyên bộ nhá, kiểu dạng sọc sọc cho em như này các chị ơi, màu này là màu xanh đen cho em kiểu dạng sọc sọc nhá. Rồi chị nào lấy con này chốt cho em A99 và kèm luôn số cho em ạ. Lên cho em A99 nha mọi chị ơi, lên cho em A99 nguyên bộ nha mọi người ha. Lên cho em A99 đi. Chấm bài lên cho em nào các chị ơi, lên cho em A99 99k A99 và kèm luôn số cho em. 5560. Lên cho em A99 các chị ơi. Rồi lên cho chị một con màu đỏ lên cho may mắn ha. Rồi chấm bài lên cho em này. Rồi chào Hạnh Phạm nha, chào người đẹp nè. Rồi lên cho chị đây, nguyên bộ đây, màu đỏ đây, màu đỏ cho may mắn ha. Màu này là màu đỏ, gọi là màu đỏ gì ta, màu đỏ rượu hả? Đỏ mận nhá. Đây, lên cho chị một con đỏ mận này. Anh nào size nhỏ mặc vừa con này cho em các chị ơi. Rồi, cái này size nhỏ nhá, mấy chị ơi, cái này size nhỏ, anh nào cỡ khoảng 50 tới 55 kg mặc vừa thôi nhá. Rồi, anh nào cỡ tầm 50, không, cái này cỡ tầm 55, 60 kg mặc vừa luôn cho em này. 55 tới 60 kg là mang vừa luôn nha mấy chị ơi, 55 tới 60 kg mặc vừa ha. 55 tới 60 kg mặc vừa, lên cho em mà đỏ cái chị ơi. Đỏ và kèm luôn số cho em ạ, giá bao nhiêu hỏi chị Huệ. Hỏi chị Huệ giá đỏ bao nhiêu em Huệ? Tùy theo màu hay sao? Giá tùy theo màu mà. Đỏ bao nhiêu đây? Tùy theo màu. Rồi chấm bài tương tác lên cho em nào mấy chị ơi, tấm bài tương tác này. Rồi đầu like bán cho chị với giá con này 129k nhá. Dành cho anh nào, dành cho anh nào cỡ tầm 55 60 kg mắc vừa cho em. 55 tới 60 kg là mang vừa ha, 55 tới 60 kg mắc vừa. Dành cho anh nào 55 tới 60 kg mắc vừa chốt cho em mà đỏ và kèm luôn số cho em. 129k nguyên bộ luôn, bao gồm cả áo cả quần như này các chị ơi nha. Lên cho em mã A này, lên cho em mã đỏ nhá. Lên cho em mã đỏ và kèm luôn số cho em nha các chị ơi, lên cho em mã đỏ này. Rồi có màu đen luôn chế ơi, có màu đen luôn nhưng mà số cân số ký bao nhiêu chị ơi? Lên cho em mã đỏ nhá. 129k đầu like các chị ơi. Đầu like 129k lên cho em đỏ đây. Đỏ 129 các chị ơi, lên cho em mã đỏ này. 129k lên cho em đỏ. Đỏ 129 nhá. 129k chốt cho em mã đỏ. Đỏ 129 con đó cỡ tầm từ 55 tới 60 kg là men vừa. Rồi lên cho chị một con sáng chuột dành cho anh nào mà thích màu kiểu màu nó sáng sáng. Con này em đảm bảo với các chị các anh này. Con này siêu mờ cho em luôn nha mọi người nhá. Khoảng con này size nhỏ mặc vừa nhá, size nhỏ mặc vừa. Tầm 40 nè, tầm bộ là từ 50. 50 tới 55 kg mang vừa cho em các chị ơi. 50 tới 55 kg mặc vừa cho em này. Rồi 50 tới 55 kg mặc vừa. Con này cực kỳ mới không đẹp không lấy tiền con này nha. 50 tới 55 kg mặc vừa. Không thì chị nào mà mua về cho con mặc cũng được luôn các chị ơi, cho chồng cho con gì cũng được luôn các chị ơi. Rồi 50 tới 55 kg mặc vừa. Nguyên bộ bao gồm cả áo cả quần như này cho em. Lên cho em mã xám và kèm luôn số cho em ạ. Rồi 139k lên cho em mã xám này. Rồi lên cho em mã xám, mua về vest để mặc đi làm này anh Tấn Trà ơi. Lên cho em mã xám nhá, mã xám và kèm luôn số cho em, mua em làm gì. Lên cho em mã xám và kèm luôn số cho em ạ, 139k các chị ơi. Lên cho em mã xám nhá, 139k lên cho em mã xám và kèm luôn số cho em ạ. Lên cho em mã xám này, hai máy một máy gần 30 chị đang xem, với lại một máy hơn 100 mấy chị đang xem cho em một chấm các chị ơi. Lên cho em mã xám và kèm luôn số cho em ạ. Dành cho anh nào cỡ tầm đây, dành cho anh nào cỡ tầm 50 tới 55 kg mặc vừa cho em các chị yêu nha. 50 tới 55 kg mặc vừa, 50 tới 55 kg mặc vừa, anh nào cỡ khoảng 50 tới 55 kg mặc vừa, em đảm bảo với các chị con này mới trên 90%. Rồi mã xám chị Hải hất chốt hàng lên số cho em đi chị ơi. Hải hất chốt hàng lên số cho em ạ. Con này 139k nha chị Hải hất nha. Chốt mã kèm số điện thoại luôn cho em mấy chị ơi. Chốt mã kèm số điện thoại luôn cho em các chị yêu ơi.
Rồi lên cho chị một con màu, em nói thật luôn, độ mới này em cho các chị nhìn gần. Dạ có 75 kg, cao 1m72 em có luôn chị yêu ơi. Cho anh xem màu đen, có màu đen luôn anh Cháo, rồi ok chị Hải Hất này, có màu đen luôn anh ơi. Vô ủng hộ em cái. Rồi con này em đảm bảo các chị độ mới 100% cho các chị luôn. Rồi đây, siêu mới siêu đẹp luôn con này cho em ạ. Rồi dành cho anh nào, cỡ tầm đây, dành cho anh nào cỡ tầm 55-60 kg mặc vừa cho em nha. 55 tới 60 kg mặc vừa, đây siêu mới cho em ạ. Đây các chị nhìn này, siêu mới luôn nha mọi người, dành cho anh nào cỡ khoảng tầm 55 tới 60 kg mặc vừa ha. 55 tới 60 kg mặc vừa, đây dành cho anh nào cỡ khoảng 55 tới 60 kg mặc vừa. Em cho các chị nhìn gần cái quần này, em nói thật luôn, quần này 3M cho các chị luôn. Bộ này 3M, tuy là hàng si nhiều cái chưa mặc tới luôn các chị yêu nha. Rồi. Hàng thanh lý, em lộn hàng thanh lý và hàng si. Hàng si là hàng của nước ngoài, còn hàng này là hàng thanh lý các chị yêu nha. Hàng của nước mình là hàng thanh lý là em lộn nha. Đôi lúc như là nhiều quá xong cái bị điên luôn rồi. Rồi mà xám em hết rồi chị Hà Lưu ơi. Rồi con này lên cho em ạ, mã đẹp nhá. Lên cho em ạ, đẹp 139k bộ này ha. 139k dành cho anh nào cỡ khoảng 55-60kg mặc vừa ha. 55-60kg mặc vừa, đây size to đây chị ơi. 55-60kg mặc vừa, mã xám cho chị Hải Hất rồi nhá. Chị Hải nói gì vậy? Rồi rồi, 139k lên, 139k lên cho em ạ, đẹp nhá, đẹp 139 này. Lên cho em ạ, đẹp 139k chốt cho em ạ, đẹp nhá mọi người ơi. Đẹp 139, đẹp 139 nhanh tay hốt liền các chơi. Em có báo giá số cân số ký chị Hải Hất ơi, nãy là em thấy chị chốt là 50 55 ký này. Còn con này là phải 55 tới 60 ký là mặc vừa cho em ạ. Rồi mã đẹp cho chị Nguyễn Tâm, mã đẹp cho chị Nguyễn Tâm này. Rồi rồi, mã đẹp chị đặt là Nguyễn Tâm này, mã đẹp chị Nguyễn Tâm nhá. Mọi người ơi, có mời mã kèm số điện thoại cho em là vào đơn nhá. Nói chung là hàng này hàng trẻ hàng già gì có hết các chị ơi. Hàng trẻ hàng già có hết luôn nhá. Rồi lên cho các anh nào một size to mặc vừa con này nhá. Anh nào size to là mặc vừa cho em. Đây cái này size to 60-65kg mặc vừa cho em con này ha. 60-65kg mặc vừa, lên cho em ạ Viền này. Rồi màu đỏ có size to không em? Có size to luôn chị ơi, cứ theo dõi like cho em nhá. Rồi 60-65kg mặc vừa cho em con này nha mấy chị ơi. Cho em ạ, đẹp cho em hết rồi nhá. Quá là đẹp luôn. Mới gần như 100% nha mọi người. Lên cho em ạ Viền và kèm luôn số cho em ạ. 139k luôn nhá. 139k lên cho em ạ Viền. Đứng bên trái đi cho rồi. Rồi 60-65kg mặc vừa, mã đẹp em hết rồi chị ơi, mã đẹp em hết rồi nhá. Rồi lên cho em ở Viền, em còn rất là nhiều mẫu luôn các chị ơi. Hàng này là hàng Việt Nam của mình, hàng Việt Nam nha mọi người nhá. Người ta thanh lý từ lại từ cái hàng mình, cái nói chung là hàng bên studio họ thanh lý lại các chị yêu nhá, nên là các chị khỏi lo về cái form nhá. Rồi lên cho em ở Viền có màu trắng luôn chị ơi, lên cho em ở Viền. Dành cho anh nào hoặc chú nào có tầm này 60-65kg mặc vừa cho em, lên cho em ở Viền nhá. 139k, 139k lên cho em ở Viền này. Viền 139 và kèm luôn số các chị ơi, lên cho em ở Viền nhá. 139k lên cho em ở Viền. Rồi lên cho chị đây một con màu đỏ này. Trời ơi màu đỏ đô các chị ơi. Anh nào mà trẻ trẻ thì hốt con này luôn kèm cũng được này các chị ơi. Anh nào trẻ trẻ thì hốt liền con này nhá, màu cực kỳ sáng da cho em. Dành cho anh nào 50 tới 55kg mặc vừa cho em con này ha. 50 tới 55kg mặc vừa cho em ạ, 50 tới 55kg mặc vừa. Màu này là màu đỏ mận cho em các chị yêu nhá, màu này là màu đỏ mận ha. Chị nào lấy con này chốt cho em đỏ và kèm lô số cho em ạ. Rồi em sẽ nói chung là cái canh này là canh chuẩn các chị nha, nên là em sẽ ướm chừng mã viện cho chị Hoài An. Em sẽ ướm chừng nha mọi người, em ướm chừng Hoài An có đơn hồi buổi chiều á. Em sẽ ướm chừng cái canh nha mọi người nhá. Ướm chừng cái canh nó chuẩn hơn nha mọi người ha. Lên cho em mã đỏ và kèm luôn số cho em ạ. Dành cho anh nào đây? Dành cho anh nào cỡ tầm 50 tới 55 kg mặc vừa ha. 50 tới 55 kg mặc vừa, 50. 50 tới 55kg mặc vừa cho em này, 50 55kg mặc vừa lên cho em mã đỏ cho em. Đỏ 139 nha mọi người, lên cho em mã đỏ 139k. 139k lên cho em đỏ nhá. Đỏ 139 và kèm luôn số cho em đỏ nha. Đỏ 139k, 139k chốt cho em đỏ. Từ nào, làm gì mà hôn nói thế nhở? Từ em ấy lên nào. Màu đen thanh niên mặc nào? Trời nhiều mà, màu đỏ cũng vừa. Anh da trắng thì anh mặc màu đỏ đẹp nè. Đây anh Trà ơi, cái này bao đẹp luôn. Đây, 50 tới 55kg mặc vừa, em nghĩ anh vừa luôn. Em nghĩ là anh vừa luôn nè, em nghĩ là anh vừa luôn ha. Rồi mắt đỏ chị Sĩ Quang Hồ, mắt đỏ chị Sĩ Quang Hồ, anh gì hay chị gì chả biết ha. Rồi anh nào, anh chị nào mua cho chồng này, anh nào chị... Em nói liệu. Từ nhá, em chỉnh lại. Dành cho anh nào của tầm 50 tới 55kg mặc vừa nhá, siêu mới con này các chị ơi. Anh nào của tầm 50 tới 55kg mặc vừa lên cho em ạ, đen. 50 tới 55kg mặc vừa. Không có được. Anh nào tầm 50 tới 55kg mặc vừa lên cho em ạ, đen.
anh nào tầm 50-55 kg mặc vừa đây anh chào ơi, con này bao vừa cho anh, 50-55 kg mặc vừa, lên trên mặt đen, chốt trên mặt đen, mẫu trẻ hả, mẫu trẻ mỏng là sao, lên trên mặt đen, A99 là con nào trẻ ơi, lên trên mặt đen con này nha mọi người ha, dành cho anh nào từ 50-55 kg mặc vừa này, rồi, rồi, rồi yêu, dành cho anh nào của tầm 50-55 kg mặc vừa lên trên mặt đen 139k thôi, 139k, nhanh tay hút liền cái trời ơi, nhanh tay hút liền, con này size nhỏ cho em đảm bảo độ mới trên 90% cho các chị luôn. Rồi lên đảm bảo cho các anh trên 90%, độ mới trên 90%, các chị nhìn quần này, các anh nhìn quần này siêu mới cho em. Các anh chị. Ủa 45 hả? Rồi 45-50 kg, em nghĩ con này anh cũng vừa luôn tại vì cái này size nhỏ. Nếu mà hơi rộng một chút xíu thì phải anh bóp được. Rồi. Từ, anh đang cho. Rồi lên trên mã đen nha, mã đen nha. Anh chị nào chốt mã đen. Anh chị nào chốt mã đen cho chị Ngọc Lan. Mã đen cho chị Ngọc Lan nha, mã đen chị Ngọc Lan này. Rồi lên cho các anh các chị này. Rồi, rồi đen này, đen sĩ Quang Hồ sau mất rồi nha, đen sĩ Quang Hồ sau mất rồi. Lên cho các anh các chị một bộ trắng này, bộ trắng siêu đẹp nhá. Các chị thông cảm nhá, tại vì lần đầu tiên em live hết nên là em cũng hơi bối rối. Cho cái này 60-65 kg mặc vừa các chị ha. Anh chị nào có tầm 60-65, các anh nào có tầm 60-65 kg mắc vừa thì hút con này cho em ạ. Lên cho em ạ trắng nha mọi người, em có báo giá trên từng con 99k, lên cho em ạ trắng cho em ạ. Rồi anh nào có khoảng lên 60-65 kg mắc vừa nha, 60-65 kg mắc vừa. Rồi 60-65 kg mắc vừa thì anh chốt đi để em chốt được cho, anh không chốt anh không lên mã sao mà chốt. Rồi con này dành cho anh nào có tầm 60-65 kg mắc vừa lên trên mặt trắng ấy. Lên trên mặt trắng và kèm lông số trên mặt siêu đẹp 99k thôi các trời ơi, 99k thôi, anh nào có tầm 60-65 kg thì hốt tiền cho em lên trên mặt trắng ấy. Lên trên mặt trắng và kèm lông số trên mặt trắng nhá, 60-65 kg mắc vừa 99k lên trên mặt trắng, siêu đẹp siêu mới các trời ơi, siêu đẹp siêu mới đây, trời ơi con này mới đây. Rồi cái này size nhỏ là mặc vừa cho em này, size nhỏ là mặc vừa nhá. Chị cái này em hỏi đi. Rồi đây 50-55 kg mắc vừa đây, anh nào cỡ tầm 50-55 kg mắc vừa. Rồi một con caro siêu mới, cỡ mới gần như 100%, em nói thật các chị về các anh chị nào về nhận hàng rồi cảm nhận các chế ơi, siêu mới siêu đẹp luôn cho em, lên cho em mà caro dành cho em nào, dành cho anh nào tầm 50-55 kg mắc vừa, 50-55 kg mắc vừa nhá, lên cho em mà caro 149k mà caro, 50-55 kg mắc vừa lên cho em mà caro. Nếu mà khó chọn quá thì anh chờ chốt cái mã cái size mà 50-55 kg. Rồi lên trên mã Caro 149k này, dành cho anh nào tầm 50-55 kg mắc vừa Caro. Lên trên mã Caro, lên trên mã Caro các chế nhá. Lên trên mã Caro 149k. 149k lên trên mã Caro. Caro. Caro nha mọi người nhá. Caro 149k cho em ạ. Rồi chấm mã lên cho em nào mấy chế ơi. Ủa bên trang pet này từ 200 mấy sao mà còn Caro này, Caro chốt mã kèm số đi chị Thu Hiền ơi, chốt mã kèm số cho em ha. Rồi lên cho bên anh một con bộ sàm siêu đẹp luôn nha mọi người ơi. Một con bộ sàm siêu đẹp dành cho anh nào cỡ tầm 65. Con này dành cho anh nào 60-65 kg mắc vừa ha. 60-65 kg mắc vừa dành cho anh nào hoặc là chú nào 60-65 kg mắc vừa này. Lên cho em mã sàm các chị ơi, lên cho em mã sàm cho em. Lên cho em mã sàm và kèm số cho em ạ, 139k sàm. 60-65 kg mặc vừa sáng này, caro chị Hà Lưu. Rồi caro cho chị Hà Lưu nhá. Dành cho anh nào 60-65 kg mặc vừa, 60-65 kg mặc vừa. Lên trên mã sáng và kèm đuôi số các chị ơi, lên trên mã sáng này. 139k 60-65 kg mặc vừa, lên trên mã sáng. Chốt trên mã sáng và kèm đuôi số cho em ạ. 139k lên trên mã sáng này. Rồi lên cho chị một con bộ tràng siêu đẹp này, có xanh than này, có xanh than luôn chế ơi. Em sẽ lên từ từ nhá, còn rất là nhiều mẫu luôn. Hôm nay rất là nhiều mẫu luôn này. Đây dành cho anh nào tầm 50-55 kg mắc vừa đây, một con màu trắng siêu đẹp chưa ạ? Trắng tinh khôi luôn các chế ơi, trắng tinh khôi này. Dành cho anh nào tầm 50-55 kg mắc vừa, 50-55 kg mắc vừa. Rồi xả cho các anh các chị này 79k thôi, lên cho em mà A79 nhá. A79 này 79k lên cho em mà A79 kèm lưu số cho em ạ. Nhanh tay nha các chị ơi. Dành cho anh nào có tầm 50-55 kg mắc vừa, 50-55 kg mắc vừa lên cho em mà A79 và kèm lưu số cho em ạ, siêu đẹp luôn nhá. Rồi lên cho em mà A79 79k thôi các chị ơi, lên cho em mà A79 này. Dành cho anh nào có tầm 50-55 kg mắc vừa cho em ạ. Bao gồm nguyên bộ, bao gồm có áo này,
cả áo vải còn và quần nha mọi người ha. Lên cho em ạ A79 và kèm luôn số cho em ạ 79k dành cho em nào tầm 50. 50 tới 55 ký mặc vừa. Lên cho em ạ A79 đây. 79k lên cho em ạ A79 nhá. A79 và kèm luôn số cho em các chị ơi, lên cho em ạ A79 đây. A79 79k bộ trắng đó chị ơi, 79k nhá. Rồi. Gửi cho anh bôi vàng chanh. Bộ vàng chanh hả? Bộ vàng chanh hả? Đây phải không? Không, vàng đồng. Cái đó vàng đồng rồi. Anh chọc máy. Rồi lên cho các anh một bộ tím này. Trời ơi, anh nào thích sự trung thủy này. Đây, siêu đẹp luôn nha mày chế ơi. 55-60kg mắc vừa cho em con này nhá. 55-60kg mắc vừa. 55-60kg mắc vừa. Một con tím siêu đẹp luôn nha. Rồi 58kg thì nới ra hoặc là bóp một chút xíu 2cm là được nè. Không thể lấy kim nhíp nè. Rồi 79k Nhất Trường lên số cho em đi chị Nhất Trường ơi. Mọi người chốt mã kèm số cho em là có đơn nha các chị yêu nha. Trời ơi là nắm. Rồi dành cho anh nào cỡ tầm này 60. Dành cho anh nào cỡ tầm 55-60kg mắc vừa cho em. Dành cho anh nào tầm 55-60kg mắc vừa nhá. 55-60kg mắc vừa. Caro em hết rồi chị Hải Hất ơi. Dành cho anh nào tầm 55-60kg mắc vừa. Thấy chị Hải Hất nhưng mà chị chốt sau chị ơi. Lên cho em mặt tím và kèm luôn số cho em mặt 149k. Lên cho em mặt tím này siêu đẹp luôn nha mọi người. Đúng duy nhất một con màu tím thôi. Lên trên mặt tím và kèm nô số trên mặt chốt trên mặt tím này. Ờ thì mai anh qua làm chị Huệ nè, qua làm mẫu nè. Rồi lên trên mặt tím các chế ơi, lên trên mặt tím và kèm nô số trên mặt dành cho anh nào có tầm 55-60kg mắc vừa nhá. Rồi lên trên mặt tím hàng này là hàng thanh lý mọi người nhá. Hàng thanh lý từ studio áo cười các chị ơi, người ta thanh lý lại chứ không phải hàng si. Hàng si là hàng từ nước ngoài thanh lý hàng từ nước ngoài nha mọi người nhá, nhập từ nước ngoài. Còn hàng này là hàng của nước mình. Nên là nói chung là các chị nên phân biệt hàng nước ngoài với lại hàng si nha, hàng thanh lý với lại hàng si nhá. Rồi chị nào lấy con này, anh nào lấy con này chốt chị mặt tím 149k dành cho anh nào tầm 55-60kg mắc vừa. Lên trên mặt tím và kèm luôn số trên mặt 149k. 149k lên trên mặt tím này, tím 149 và kèm luôn số trên mặt. Tự nhiên đang 200 mấy người xem đây. Nhất Trường cho Hà lên số điện thoại chị Nhất Trường, anh Nhất Trường ơi. Tự nhiên đang em đông đông người coi tự nhiên 200 mấy giờ còn tụt đó. Còn mấy chục người. Rồi lên cho các anh này size to mặc vừa ha. Rồi size to là mặc vừa các chị ơi, các anh ơi. Rồi 65-70kg mắc vừa ha, 65-70kg mắc vừa. Đây 65-70kg mắc vừa đây anh ơi, 65-70kg mắc vừa cho em. 65-70kg mắc vừa, anh nào lấy con này chốt cho em mã tràng cho em. Lên cho em mã tràng và kèm luôn số cho em ạ. Bao nhiêu? 79k lên cho em mã tràng nhá. Lên cho em mã tràng 79k lên cho em mã tràng này 65-70kg mắc vừa cho em thoải mái các anh nha. 65-70kg mắc vừa. Anh nào lấy con này chốt cho em mã tràng và kèm luôn số cho em ạ. 79k thôi nhá. 79k lên cho em mã tràng. Hàng này là hàng thanh lý từ studio các anh nha. Lên trên mà trắng ơi, lên trên mà trắng và kèm luôn số trên mà 65-70kg mắc vừa, lên trên mà trắng nhá. Trắng và kèm luôn số các anh nha, lên trên mà trắng này 50-55. Rồi 50 tới 55kg mắc vừa bộ này nhá. 50 tới 55kg mắc vừa, một con màu xám này. Kiểu xám viền, sọc viền trên như này ha. 50 tới 55kg mắc vừa, 50 tới 55kg mắc vừa. Rồi 50 tới 55kg mắc vừa, lên trên mà viền và kèm luôn số trên mà 139k lên trên mã viền nhá. Viền 139 và kèm luôn số trên mã. Dành cho anh nào có tầm 50 tới 55kg mắc vừa trên này, 50 tới 55kg mắc vừa nhá. Rồi 50 tới 55kg mắc vừa lên trên mã viền 139k. 139k lên trên mã viền này, viền 139 và kèm luôn số trên mã viền nhá. 139k viền. Đây cho chị một đơn màu nu. Trời ơi. Nu này siêu đẹp luôn nha mọi người ơi. 50 tới 55kg mắc vừa dành cho anh nào 50 tới 55. Không, cái này có tầm 55-60kg này. Dành cho anh nào tầm 55-60kg mắc vừa. Trời ơi, một bộ nu em nói thật luôn. Nhận hàng, cảm nhận các chế ơi. Hàng thanh lý mà độ mới trên 90% đảm bảo với các chị luôn nha. Rồi, dành cho anh nào cỡ khoảng từ 55-60kg mắc vừa. Lên trên mà nu và kiếm nu số trên mạng 139k. 139k nguyên bộ nha mọi người ha. Cho chị em mã nu, lên trên mã nu, cho chị em mã nu và kèm luôn số trên mã 139k thôi nha. 139k lên trên mã nu và kèm luôn số trên mã nu này. 139k cho chị em mã nu, viền 55kg mà vừa không? Nãy đọc bao nhiêu?
Mã biên cho chị Sĩ Quang Hồ dồn đơn, cho anh Sĩ Quang Hồ dồn đơn này. Rồi con này lên cho em ảnh nu nha mọi người, 149k lên cho em ảnh nu. Nu 149 và kèm nu số dành cho anh nào cỡ tầm 55-60kg mắc vừa cho em này. 55-60kg mắc vừa, anh nào này con này chốt cho em ảnh nu. 139k lên cho em ảnh nu, nu 139 và kèm nu số cho em này. Lên cho em ảnh nu, 139k mặn nu. Nu 139, nu 139 và kèm nu số cho em à. Nghe rõ cái số cân số ký mẫu báo rồi hắn chốt nha mấy chị ơi. Rồi, lên cho các anh đây, mặc size to là mặc vừa trên này. Cho các này dành cho em, anh chị, anh nào có tầm 65-70kg mặc vừa. Anh nào tầm 65-70kg mặc vừa trên này. Anh nào có tầm 65-70kg mặc vừa. Anh nào 65-70kg mặc vừa thì chốt con này liền cho em này, 129k thôi nha. 129k lên cho em mặt to, to 129 đấy. Dành cho anh nào có tầm 65-70kg mặc vừa cho em, 65-70kg mặc vừa. Mà nu cho anh Sĩ Quang Hồ, chỉ dành cho anh nào có tầm 55-60kg mặc vừa. 65-70kg mặc vừa. Anh nào 65-70kg mặc vừa thì lên cho em mặt to nhá. Mà to 129k lên cho em mặt to. To 129 và kèm nô số cho em ạ, to 129k. 129k lên cho em ạ, to 129 này. Rồi lên chốt cho các anh một con một màu, một con màu ngọc nhá. Nói thật luôn, màu trẻ, rất chi là trẻ luôn. Rất chi là trẻ luôn. Anh trà đó rồi. Anh trà đó rồi. Đây. Chắc anh trà ao rồi. Rồi đây, dành cho anh nào cổ khoảng này 55-60kg mặc vừa. Dành cho anh nào 55-60kg mặc vừa lên cho em ạ, xanh. Dành cho anh nào 55-60kg mặc vừa, rất là, nói chung là mặc con này rất là trẻ luôn. Anh nào mà tuổi trung niên không thì chị nào mà mua cho con trai này, mua cho con trai mặc ha. Em nói thật luôn, màu này rất là trắng da nữa. Anh nào mà trẻ trẻ tuổi đang, nói chung là đang tuổi mà, tuổi trung niên này. Tuổi thanh niên. Tuổi thanh niên. Rồi. Đây. Đây nè. 58kg à, không này không vừa, 58 đâu, 55-60kg mặc vừa mà. Đây, đây, đây anh ơi. Đây cái này 55-60kg mặc vừa. Nói chung thì 58kg tức cái cho sấp xỉ 60 đi. Nó nằm trong khoảng từ 55-60kg nó mặc vừa con này. Lên cho em mã xanh và kèm luôn số nhá. Lên cho em mã xanh, anh nào cỡ khoảng từ 55-60kg nó mặc vừa cho em ạ. 55-60kg mặc vừa nhá. 55-60kg mặc vừa, anh nào này con này chốt cho em mã xanh này. 139k thôi, 139k lên cho em mã xanh. Xanh 139 và kèm luôn số cho em ạ. Em cho các chị anh nhìn gần này, quá là đẹp luôn nha mọi người ha. Lên cho em mã xanh 139k. 139k lên cho em mã xanh nhá. Xanh 139 và kèm nu số cho em mã xanh này. 139k mã xanh, 55-60kg mặc vừa con đó nhá. Lên cho em mã xanh 139k lên cho em mã xanh. Xanh 139, màu đó nói chung là màu đó là trẻ, màu nhìn trẻ nhất rồi. Xanh nhá, xanh và kèm nu số cho em mã xanh ạ. Xanh và kèm điện thoại luôn cho em mã xanh. Chấm mày lên cho em nào mà chế ơi, lên cho em mã xanh nhá. Xanh và kèm nu số cho em. Rồi màu này là màu nâu đất cho em này, màu này là màu nâu đất nhá. Rồi size nhỏ là mặc vừa ha, size nhỏ là mặc vừa cho em này. Rồi dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa thôi, 50-55kg mặc vừa. Đây dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa. 50-55kg mặc vừa, nguyên bộ thôi các chị ơi, 50-55kg mặc vừa. Còn nếu mà hàng mới không dưới, nói chung là mấy trăm nghìn luôn nha mọi người nhá. Nói chung là hàng mới là mà không bao giờ có giá này đâu. Cái này là hàng thanh lý từ studio, họ thanh lý lại nhiều cái còn mới tới 100% luôn. Đảm bảo với các chị độ mới trên 90%. Tuy là hàng thanh lý nhưng mà độ mới trên 90% cho các anh các chị luôn nha. Rồi anh chị nào lấy con này chốt cho em mã đẹp nhá. Mã đẹp và kèm luôn số cho em 139k. 50-55kg mặc vừa cho em ạ. 50-55kg mặc vừa. Lên cho em mã đẹp 139k, chốt cho em mã đẹp nhá. Rồi lên cho em mã đẹp. À, có vết đen trẻ không em? Có anh Đại ơi. Lên cho em mã vết. Rồi lên cho em mã xanh này cho chị Sâm Dương. Mã xanh cho chị Sâm Dương. Rồi con này lên cho em ạ, đẹp nhá. 139k đẹp cho em ạ. Đẹp 139, đẹp 139 và kèm luôn số cho em ạ, đẹp nhá. 139k. 139k lên cho em ạ, đẹp thì em bán số cân số ký nó như nào thì các anh chị thì chốt cái size thích thì chốt size đó thôi nhá. Rồi mã xanh cho chị Sâm Dương rồi này. Xanh cho chị Sâm Dương rồi nhá. Rồi đây, cái này đẹp này. Một con màu đen. Dành cho anh nào cỡ khoảng 55-60kg mặc vừa. 55-60kg mặc vừa cho em ạ. 55-60kg mặc vừa. Rồi 55-60kg mặc vừa nhá. 55-60kg mặc vừa. Con này đơn giản cho em này.
xả cho các anh các chị với giá 129k thôi. 129k lên trên mặt đen, dành cho anh chị nào, dành cho anh nào cỡ tầm này, dành cho anh nào cỡ tầm từ 55 tới 60 kg mặc vừa cho em cái này nhá. 55 tới 60 kg mặc vừa lên trên mặt đen và kèm lưu số cho em ạ. 55 tới 60 kg mặc vừa lên trên mặt đen và kèm lưu số cho em ạ. 129k mặt đen. Đen 129 cho em ạ, lên trên mặt đen các chị nhá, lên trên mặt đen, đen và kèm lưu số cho em ạ. Cho các anh chị nhìn gần này, lên trên mặt đen cho em con này nhá. Lên cho em mặt đen và kèm lô số cho em, và có túi trước như này luôn các anh chị ha. Có túi trước cho em luôn như này này. Có túi trước luôn cho em. Lên cho em mặt đen 129k thôi nhá. 129k dành cho anh nào có tầm 50 tới bao nhiêu? 55 tới 60 kg mặc vừa, lên cho em mặt đen, cho cho em mặt đen và kèm số cho em mặt đen nhá. Mặt đen và kèm số cho em ạ, cho cho em mặt đen. Rồi lên cho các anh một con màu xanh nha. Đây màu xanh ra trời. Anh nào không, cái là màu xanh đen. Xanh than. Xanh phải xanh than không? Đây này cho các anh một con màu xanh siêu đẹp này. Dành cho anh nào cỡ khoảng này 55 60 kg mặc vừa. 55 tới 60 kg mặc vừa nhá. 55 tới 60 kg mặc vừa này. 55 tới 60 kg mặc vừa. Anh nào lấy con này chốt cho em A01 ạ. Lên cho em A01 dành cho anh nào chú nào cỡ khoảng từ 50 từ 55 tới 60 kg mặc vừa nhá. 55 tới 60 kg mặc vừa. Lên cho em A01 cho em con này nhá. A01. A01 và kèm lưu số cho em ạ. Chốt cho em A01. 55 tới 60 kg mặc vừa. Lên cho em A01 cho em con này nhá. Rồi, 55 tới 60 kg mặc vừa lên trên mặt A01. Do các anh các chị nhìn cần cái độ chất vải này, chất liệu vải này. Đây có túi trước như này ha. Đen 58 kg là cái nào? Chốt mã kèm số cho em luôn nha các chị ơi, chốt mã kèm số điện thoại là có đơn nhá. Có quần cho em bán nguyên bộ là có quần luôn nhá, có quần như này luôn các chị ơi. Có quần như này luôn. Có quần luôn nha các chị ơi, giá bao nhiêu em có báo giá trên từng con. Em có báo giá trên từng con. Em có báo giá trên từng con nguyên bộ như này. A01 cho chị Lê Thị Mạnh. A01 cho Lê Thị Mạnh nhá, Nguyễn Tâm sau. Rồi con này 139k thôi các anh chị nào, anh chị nào lấy con này chốt cho em mã A01 là cái đó. À đây A01 đây lộn quên. A01 Lê Thị Mạnh, A01 Lê Thị Mạnh. Rồi, lên cho anh một con màu trắng đấy, lên cho các chị A, lên cho anh chị. Anh chị màu trắng nhá, màu trắng viền đen cho em. Dành cho anh nào kiểu khoảng này 55-60kg mặc vừa cho em này. Chơi 55-60kg mặc vừa. Dạ có 68kg luôn nha mọi người ơi. Có 68kg này, có 70kg luôn cho em. 55-60kg mặc vừa con này cho em ạ. 55-60kg mặc vừa. Nguyên bộ là bao gồm một áo cho em như này. A01 em hết rồi các chị ơi. Bao gồm một áo như này và một quần nha mọi người nhá. Bao gồm một áo một quần. Còn cái áo phần phía trong chỉ là làm nền thôi nhá. Rồi màu đen đi, có màu đen luôn, có người 70kg luôn. Rồi con này lên cho em ạ, trắng và kèm mua số cho em ạ. Rồi 89k xả con này các chị cho anh chị 89k lên cho em ạ, trắng nhá. Hàng trắng sẽ rẻ hơn luôn ha. Dành cho anh nào có tầm từ 55 từ 55 60kg mặc vừa nhá. 55 tới 60kg mặc vừa cho em. Anh chị nào lấy con này chốt cho em ạ, trắng và kèm lô số cho em ạ. Cho các chị anh kia nhìn gần này, có túi trước luôn cho em như này và hai túi bên hiên nha, bên hiên như này nhá. Lên cho em ạ, trắng hết 89k lên cho em ạ, trắng và kèm lô số cho em nhá. Lên cho em ạ, trắng các anh chị nhá. Chị anh chị nào lấy con này chốt cho em ạ, trắng và kèm lô số cho em ạ. 89k lên cho em ạ, trắng này. Xanh A01 sau hết rồi nhá. Xanh A01 em hết rồi này. Rồi, em còn xanh này thôi, em còn xanh này. Xanh này em đảm bảo với các anh chị là đẹp hơn nhiều ha. Xanh than đây em đảm bảo với các anh chị là đẹp hơn nhiều. Như kiểu dạng ánh nhu nhá. Dạ A01 em hết rồi nhá. Đây xanh than đây còn đẹp hơn nha. Xanh than đây em đảm bảo với các anh chị là còn đẹp hơn nhiều. Đây 55-60kg mắc vừa cho em. 65, không cái này cỡ tầm à. Cỡ tầm 60-65. 55-63 thôi, 55-63kg mắc vừa thôi. Cái này dành cho anh nào cỡ tầm 55-63kg mắc vừa thôi. Anh nào lấy con này chốt cho em mã 10 đây. Cho các anh chị nhìn gần này. Rồi mã chàng chốt hàng lên số đi mọi người ơi. Mã chàng chốt hàng lên số đi. Hoàng Phi Long chốt hàng lên số đi. Hoàng Phi Long chốt hàng lên số đi mọi người ơi. Rồi lên cho em mã 10 nhá. Mã chàng cho chị Giang Thắm này, sẽ chốt cho chị nào mà có số. Anh chị nào không lên số không được đơn. Chị anh chị nào mà chốt mã thì kèm số luôn cho em là được đơn nhá. Rồi đây anh nhũ như kiểu dạng anh nhũ cho em. Lên cho em mã 10. Lên cho em mã 10 và kèm luôn số cho em là 149k siêu phẩm nha mọi người ha. Lên cho em mã 10 dành cho anh nào tầm 55-63kg mặc vừa. 55-63kg mặc vừa lên cho em mã 10 đây. Các chị nhìn, các anh chị nhìn cái mới gần như 100%. Mới con này gần như 100% luôn. Ở ngoài đẹp hơn trong hình nhiều, rất là nhiều luôn. Con này như kiểu dạng anh nhũ luôn nha mọi người ha. Anh chị nào lấy con này chốt cho em mã 10 nhá. Mã 10 149k lên cho em mã 10. Xem cho anh nào có tầm 55 55 63 kg mặc vừa nhá.
Rồi 60-65kg mắc vừa. Các chị ơi comment mã kèm số cho em là có đơn nhá. Các chị cứ comment mã cho em là có đơn. Có mã 00 mã 10 cho chị Giang Nguyệt. Mã 10 cho chị Giang Nguyệt, em sẽ chốt đơn cho chị nào lên số này. Rồi phạt đạt sau mất rồi nhá. Các chị phải comment mã kèm số điện thoại luôn cho em. 60-65kg mắc vừa, một con màu xám đây các chị ơi. 60-65kg mắc vừa cho em là 60-65kg mắc vừa. Đây có túi trước như này luôn các chị ơi, có màu hồng luôn mấy chị ơi. 60-65kg mắc vừa, 60-65kg mắc vừa, báo giá trên từng con. Báo giá trên từng con lên cho em ạ xám. 139k lên cho em ạ xám đây. Em báo giá trên từng con mấy chị ơi, lên cho em ạ xám 139k mà xám trên. Dành cho anh nào cỡ tầm 60-65kg mắc đẹp cho em con này. 60-65kg mắc đẹp, dành cho anh nào 60-65kg mắc đẹp. Lên cho em ạ xám 129k lên cho em ạ xám đây. Xám 129 lên xám 129 và kèm số cho em ạ. Rồi lên cho các anh, trời ơi. Lên cho các anh các chú nào mà cỡ tầm này, size to mặc vừa. 60-65kg mắc vừa cho em, 60-65kg mắc vừa. Chất liệu vải cho em là cazo nha mọi người ơi. Mà mời em hết. Chất liệu vải cho em là cazo như này các chị yêu nha. Chị anh chị nào lấy con này chốt cho em ạ caro. Lên cho em ạ caro và kèm luôn số cho em ạ. Rồi 149k lên cho em ạ cazo. Nhìn lại cần này. Nó bóng chưa các chị ơi? Nó bóng chưa ạ? 149k lên cho em ạ cazo, mà mời em hết. Anh chị nào lấy con này chốt cho em ạ cazo. Mà cazo 60-65kg mắc vừa. Rồi anh chị nào 60-65kg mắc vừa lên trên mã cazo 149k mã cazo. Cazo 149k mã cazo kèm luôn số cho em. Rồi lên một con màu trẻ này các chị ơi. Màu xám này, trang bích trâm này, màu xám trang bích trâm nhá. Xám trang bích trâm. Dành cho anh nào bao nhiêu? 60-65. 60-65kg mắc vừa. 60-65kg mắc vừa. Anh nào cao có thể 70kg luôn cho em. Nếu mà anh nào cao, nếu anh nào cao 1m7 đổ lên có thể 70kg mắc cũng được luôn cho em. Con này size to mặc vừa luôn. Mã 10 tạm thời em hết rồi các chị ơi. Rồi chị nào, anh chị nào lấy con này chốt cho em mà đỏ và kèm luôn số cho em. Mới gần như 100% chất liệu vải cực kỳ xịn sò luôn cho em. Rồi lên cho em mà đỏ và kèm luôn số cho em ạ. Dành cho anh nào cỡ khoảng từ 60-65kg mắc vừa. Anh nào cao cho em 1m7 có thể là 70kg mắc vừa luôn cho em. Lên cho em mà đỏ và kèm luôn số cho em ạ. 149k con này cho em. 149k lên cho em mà đỏ, chất liệu vải cực kỳ dày dặn luôn cho em các chế ơi. Đây có túi hai bên túi cho em luôn nha mọi người ha. 149k lên cho em mà đỏ này. Đỏ kèm luôn số cho em này, chốt cho em mà đỏ nhá. Đỏ và kèm luôn số cho em ạ. Rồi có trên 70kg cao 1m7 có không sắp. Có luôn ạ. Có luôn mọi người ơi, có luôn ạ. 45-50kg mắc vừa cho em chế nhá. 45-50kg mắc vừa. Rồi chị nào mà mua cho con trai hoặc là anh nào mua cho con trai cũng được luôn cho em. Dành cho anh nào này, dành cho anh nào có tầm 45-50kg mắc vừa cho em này. 45-50kg mắc vừa. Anh nào lấy con này chốt cho em mà trắng nha mọi người nhá. Lên cho em mà trắng rồi mà đen này. Rồi mà đen nhá. Không mà đen. Cazo comment đúng mà cho em đi mọi người ơi. Comment đúng mà cho em đi ạ. Trời ơi mã 10 là hết lâu rồi các chị ơi, mã 10 em hết lâu rồi. Lên cho em mã trắng và kèm luôn số cho em ạ. Do giá con này các chị 79k thôi nhá. Dạy xả cho các anh 79k thôi ạ. 79k lên cho em mã trắng con này nhá. Trắng 79k và kèm luôn số cho em ạ. Lên cho em mã trắng 79k chốt cho em mã trắng nhá. Trắng 79k, trắng 79k liền luôn số cho em. Rồi lên cho anh một con màu xám siêu phẩm nha mọi người ơi, một con màu xám này 50-55kg mắc vừa. Cho anh nào tầm 50-55kg mắc vừa cho em. 50-55kg mắc vừa đỏ cho chị Giang thắm này. Đỏ chị Giang thắm dồn đơn. Dành cho anh nào tầm 50-55kg mắc vừa cho em. 50-55kg mắc vừa. Thu thảo sau mất rồi nhá, để em lên con đỏ khác cho chị nhá. Dành cho anh nào cỡ tầm 50-55kg mắc vừa. Anh chị nào lấy con này chốt cho em mà xám siêu đẹp, siêu đẹp luôn nhá. 139k lên cho em mà xám và kiếm luôn số cho em ạ. Dành cho anh nào tầm 50-55kg là mặc vừa cho em mà xám. Mà xám lên cho em mà xám 139k xám này. Rồi đây, đen đây, đen đây các chị ơi. Đen đây. Dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa. 50-55kg mặc vừa cho em ạ. 50-55kg mặc vừa. Anh nào lấy con này chốt cho em A205 này. 50-55kg mặc vừa. Anh nào lấy con này chốt cho em A205. Nguyên bộ bao gồm này cả quần và cả áo cho em. Dành cho anh nào tầm 50-55kg mắc vừa. Lên cho em mà A205 và kèm luôn số nha mọi người. Lên cho em mà A205 và kèm luôn số cho em mà 139k A205. A205 139 và kèm luôn số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con, anh chị một con màu nu này. 50-55kg mắc vừa cho em ạ. Một con màu nu siêu đẹp cho em như này nhá. Rồi mà xám cho chị Tình Hồng Thắm này. Xám cho chị Tình Hồng Thắm nhá. Rồi chị Nhật Trường sau mất rồi nhá. Nhật Trường sau mất rồi. 50-55kg mang vừa cho em mọi người ơi. 50-55kg mắc vừa cho em ạ.
lên trên mảnh đô kèm luôn số các chế ơi, 50 tới 55 ký mắc vừa. Anh chị nào 50 tới 55 ký mắc vừa, anh nào 50 55 ký mắc vừa thì chốt con này cho em ạ. 149k, 149k mà xám tạm thời em hết. 149k lên trên mảnh đô nu 149 mắc kèm luôn số trên mà xám em hết rồi mọi người. Lên trên mảnh đô 149k, trời ơi xanh đen đây, xanh than đây mày chế ơi, mà anh ơi 50 tới 55 ký mắc vừa, lên trên mảnh xanh đen 50 tới 55 ký mắc vừa, cho chị mà xanh đen, mới tinh 100% mối con này. Lên chị mà xanh đen 149k xanh đen siêu đẹp luôn các chế ơi. Xanh đen mang cực kỳ nổi da luôn, cho em anh nào mà trắng trắng hơn một chút xíu em nói thật luôn. Mang cực kỳ nổi da luôn, dạng có 70 ký luôn, từ từ anh ơi. Rồi lên chị mà xanh đen và kèm luôn số chị mà xanh đen 149k lên chị mà xanh đen. Dành cho anh nào cổ khoảng này 50 tới 55 ký mắc vừa, lên chị mà xanh đen 149k lên chị mà xanh đen siêu đẹp luôn đây. Quá là đẹp luôn, quá là đẹp luôn các chị ơi. 149k xanh đen dành cho anh nào 50 55 ký mắc vừa xanh đen cho em ạ. Rồi con này là kiểu Hàn Quốc có mã ạ. Rồi mã nu cho chị Nhật Trường, mã nu Nhật Trường 205 của ai? Rồi 205 Hải Hất này, 205 Hải Hất. Mà xanh đen này, xanh đen cho chị Ly Lớp này, xanh đen Ly Lớp mà nu Nhật Trường. Rồi lên cho các anh, trời ơi, anh nào trẻ trẻ hốt liền con này cho em, quá là xuất sắc luôn. Buồn chưa lên like luôn nha các chị ơi. Rồi dán Hàn Quốc cho em nha. Rồi con này 55-60 ký mặc vừa lên cho em là mã Hàn Quốc cho em nha. 179k duy nhất một bộ thôi. Rồi lên cho em mã Hàn Quốc bao nhiêu? 179k đúng duy nhất một con thôi. Đúng duy nhất một con, lên cho em mã Hàn Quốc và kèm lô số cho em ạ. 50 bao nhiêu? 55-60 ký mặc vừa, dáng này là form dáng Hàn Quốc nha. 55-60 ký mặc vừa, anh nào mà trẻ trẻ này trời ơi hốt liền con này cho em. Lên cho em mã Hàn Quốc 179k đúng duy nhất một bộ này thôi. Đúng duy nhất một bộ, lên cho em mã Hàn Quốc kèm số điện thoại cho em. Dành cho anh nào 65-70 ký mặc vừa xanh đen tạm thời đấy. Lên cho em mã Hàn Quốc nha. Mã Hàn Quốc cho chị Tuyết Huỳnh này, mã Hàn Quốc cho chị Tuyết Huỳnh đẹp đẹp đúng rồi chị ơi, đẹp lắm luôn nha. Hàn Quốc cho chị Tuyết Huỳnh nè, Hàn Quốc cho chị Tuyết Huỳnh nhá. Rồi lên cho hai anh chị nè. Trời ơi màu tím siêu đẹp luôn nha. 50-55 ký. 50 tới 55 ký mắc vừa, 50 tới 55 ký mắc vừa chị em ạ. 50 tới 55 ký mắc vừa, lên chị em ạ. Tím con này các chế ơi, lên chị em ạ. Tím này 139k lên chị em ạ. Tím quá đẹp không các chế ơi, lên chị em ạ. Tím và kèm luôn số chị em ạ. Dành cho anh nào có tầm 50 tới 55 ký mắc vừa 139k thôi nhá. 139k lên chị em ạ. Tím kèm luôn số chị em ạ. Tím này còn xanh đen em còn rất là nhiều luôn, chị nào mà hóng xanh đen thì đợi em nhá. Lên chị em ạ. Tím con này 139k lên chị em ạ. Tím dành cho anh nào 50 55 ký mắc vừa tím cho em. Tìm nhá các chế ơi, tím 55-60 ký mắc vừa cho em con này. 55-60 ký mắc vừa, anh nào 55-60 ký mắc vừa chốt liền con này cho em mã xám. Lên cho em mã xám Hàn Quốc em hết rồi nhá. Lên cho em mã xám và kèm luôn số cho em ạ. Hàn lên... Quốc diệu bị cho chị Ngọc Lan. Lên cho em mã xám bộ này nhá. Bộ này chị anh chị nào đấy con này chốt cho em mã xám, xả cho các anh chị với giá con này 129k. 129k lên cho em mã xám con này nhá. Xám 129 và kèm luôn số cho em mã xám 129. Em thấy chị Ngọc Lan nha chị ơi, nhưng mà chị chốt sau nha, em sẽ dự bị cái con Hàn Quốc đó cho chị Ngọc Lan nha. 129k lên cho em mã xám nhá. Xám 129 đấy, tối em sẽ lên size to, tại vì bây giờ em cũng nói chung là em bóc con nào thì em lên con đấy nhá. À, chị ơi lên bộ to đi, có bộ to luôn nha các chị ơi. Bộ to thì đa phần là hàng người già là nhiều, còn cái lô này là hàng trẻ, hàng rẻ là rất là nhiều luôn nha. Mà bình thường hàng rẻ hàng trẻ thì cực kỳ hiếm luôn, nên các chị tranh thủ cho em nha. Rồi bộ này một bộ sập màu nu cho em nha. Cái chất của nó là sập sập như thế này, các chị thấy rõ không ạ? Rồi bộ này dành cho chị nhà anh nào tầm 50 đến 58 ký mặc vừa cho em nha. Hàng Phi Long chốt hàng lên số cho em đi. Chốt hàng mã kèm số điện thoại cùng một dòng luôn cho em nhé các chị ơi. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 50 đến 55 ký mặc vừa, lấy bộ này comment cho em là bộ sập cho em nha. Rồi lên cho mã sập cho em ạ, rất là đẹp luôn nha. Màu nu và nó có sập nhá. Rồi ok chị Ngọc Lan nha. Rồi lấy con này comment nhanh tay cho em ạ, mã sập giúp em nha. Siêu đẹp luôn ạ. À, em không bán lẻ, em bán cả bộ cho các chị luôn nha. Rồi nguyên một bộ này em bán các chị với giá 99k nha. Rồi mã xám của chị Thu Thảo, mã xám của chị Thu Thảo nha. Rồi lên cho mã sập cho em ạ, 99k mã sập, sập 99k. Hoàng Phi Long chốt mã thì lên số điện thoại cho em nha các chị ơi. Chốt hàng mã và kèm luôn số điện thoại cùng một dòng luôn cho em nha các chị ơi. Rồi mã sập 99k và kèm số cho em nha, sập 99k.
ai lấy chút nhanh tay cho vã sập giúp em nha. Rồi sang cho anh nào cỡ tầm 55-60kg mắc vừa cho em con này, 55-60kg mắc vừa. Rồi ok chị. Trời ơi cái màu này cực kỳ sang luôn các chị ơi. Trời ơi và đảm bảo các chị độ mới của nó là gần như là 100% nha. Toàn bộ là hàng trẻ nha anh Hoàng Phi Long ơi. Chốt hàng thì lên số điện thoại luôn cho em nha. Chốt hàng mã kèm số điện thoại luôn một chồng cho em ạ. Màu này là màu gì rất là lạ luôn, em cũng không biết là màu gì nhưng mà cực kỳ sang cho em nha. Bộ này dành cho anh nào tầm 50-58kg mắc vừa cho em ạ. 50-58kg mắc vừa. Rồi lấy comment cho mã sang giúp em nha. Bộ này mặc lên ở ngoài siêu sang luôn các chị ơi. Và độ mới của nó là gần như 100%. Lấy comment cho mã sang cho em nha. Siêu đẹp luôn. Bộ này mã các chị với giá 159k mã sang. Dành cho anh nào tầm 55-60kg mắc vừa nha. Lên cho mã sang 159k mã sang nha, 159 mã sang. Hoàng Phi Long chốt hàng thì lên số cho em ạ. Mã tím đó là 139 cho em nha. Tùy theo bộ nhé các anh ơi, tùy theo bộ để em báo giá nha. Rồi mã sang 159 và kèm luôn số điện thoại cho em ạ. Sang của chị anh Nguyễn Hoàng Minh, sang của anh Màu Hoàng Minh nha. Nên là ba anh Nguyễn Hoàng Minh nha. Rồi ok nha mọi người, chốt chắc chắn cho em nha. 65-70kg mặc vừa, 65-70kg mặc vừa. Chất vải của nó này trời ơi đẹp chưa. Rồi nó vừa caro cho em, caro nhí nha. Trời ơi màu này là màu lông chuột cho em ạ. 65-70kg mặc vừa, chị nào hóng cái mã size to là trước liền cho em nha. Rồi mã sang dự bị cho chị Nguyễn Tâm nha. Sang em dự bị cho chị Nguyễn Tâm. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ. Mã to, mã lông chuột cho em nha. 65-70kg mặc vừa cho em ạ. Lê cho mã lông chuột, cái chất vải của nó này nó có sọc caro nha, chứ không phải là trơn nha, nên rất là dễ mặc luôn. Rồi lấy comment cho em là mã lông chuột cho em, 65-70kg mặc vừa cho em. Chị nào mà hóng size to thì chốt liền con này cho em nha. Lông chuột 149k. Ai lấy comment nhanh tay cho mã lông chuột giúp em nhá. 149k mã lông chuột và kèm số điện thoại cho em ạ. Lông chuột 149 ạ. Dành cho anh nào tầm 65-70kg mặc vừa cho em nha. Size to từ nãy giờ ít nên chị nào tranh thủ cho em ạ. Mã lông chuột em chốt chị Phương Ngàn nha. Trời ơi bộ này đẹp quá. Đâu con em mà không nghe máy chị ơi. Chị ơi chị chốt đơn không nghe máy chị Phương Ngàn ơi. Bữa trước chị có một đơn bên em nha. Trời ơi đẹp chưa. Anh ơi vô đây này. Có cái quần này đâu rồi? Rồi, chấm bài lên cho em nào các chị nào. Cho mà tím chị Hoàng, cho anh Hoàng Phi Long mà tím cho anh Hoàng Phi Long này. Rồi siêu đẹp luôn cho em nha. 55-60kg mặc vừa cho em nha. 55-60kg mặc vừa cho em. Bộ này không đẹp em không lấy tiền các chị nha. Không đẹp không mới em không lấy tiền các chị này. Mã lông chuột nha. Rồi mã lông chuột này. Mã lông chuột trước hè lên số cho em ạ. Chị Phương này ơi chị phải nghe điện thoại thì bên em mới dồn được nha. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã viền cho em 149k. 55-60kg mặc vừa cho em nha. Caro em đâu có đâu. Cái đó là mã lông chuột nhá. Rồi còn ghen bụng nha. Bữa sau em lên tiếp nhá. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho mã viền cho em 149k. 55-60kg mặc vừa cho em nha. 55-60kg mặc vừa. Lấy comment cho em mã viền cho em nha. 149k mã viền. Viền 149 kèm số cho em ạ. Viền 149 cho em nha. Viền 149k Phương Ngàn. Rồi ok chị Phương Ngàn nha. Cố gắng nghe máy để chốt đơn nha các chị ơi. Rồi lên cho mã viền cho em ạ. Trời ơi bộ này đẹp quá luôn ạ. 149k. Trời ơi lên cho các chị một bộ màu xanh ngọc cho em ạ. 50-55kg mặc vừa cho em nha. 50-55kg mặc vừa. Rồi mã viền của chị Lê Thị Mạnh dồn đơn. Viền của chị Lê Thị Mạnh dồn đơn. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ. Xanh ngọc quá đẹp các chị ơi. Siêu mới luôn cho em. Bộ này mới gần như 100% nha. Có 70-75kg luôn nha chị ơi. Rồi lấy cho mã xanh ngọc cho em ạ. 149k xanh ngọc nhá. 50-55kg mặc vừa cho em ạ. 50-55kg mặc vừa. Lên cho mã xanh ngọc cho em bao đẹp cho các chị luôn. 149k mã xanh ngọc. Xanh ngọc 149 và kèm luôn số điện thoại cho em nha. Mỗi mẫu em chỉ có một bộ duy nhất thôi nên các chị tranh thủ cho em nha. Một bộ gồm cả quần cả áo có 100 mấy à. Các chị đi thuê không á? Bình thường các chị đi thuê không? Một lần các chị mặc các anh thuê cho các anh mặc không á? Một lần cũng phải là 300.000 đúng không ạ? Mã viền em hết rồi chị ơi. Viền em hết, em còn xanh ngọc nhá. Rồi lên cho các chị một bộ viền xám này. Trời ơi đẹp chưa? 55-60kg mặc vừa cho em nha. 55-60kg mặc vừa. Lấy bộ này comment cho mã xám cho em nha. 139k mã xám. Xám 139 kèm số điện thoại cho em ạ. Xám 139 cho em ạ. 55-60kg mặc vừa cho em nha. Rồi xanh ngọc của Trung Dũng nha. Xanh ngọc của Trung Dũng này. Rồi mã xám 139 cho em. Xám 139 kèm số cho em nha. Không cần cái bút nào. Rồi xám 139 kèm số cho em nha các chị ơi. 55-55kg mặc vừa. Mã xanh ngọc em hết rồi chị ơi. Xanh ngọc em hết rồi nha. Rồi lên cho mã xám cho em nha. Báo giá từng bộ luôn nên các chị tranh thủ nha. Rồi mã ngọc và mã xanh ngọc em hết rồi. Quyên Đinh Thị có đơn chưa?
Quyên Linh thì cho bạn xám lên số cho em nha mọi người ơi. Trời ơi, một bộ viền trắng. Trắng này là màu trắng kem cho em nha. Màu này giống kiểu màu nu xám xám chứ không hoàn toàn là trắng nhá. Và nó viền xám siêu đẹp luôn. Rồi, bộ này dành cho anh nào tầm 60-65kg mặc vừa cho em nha. Em thấy chị Vi đào nhưng chị chút sâu quá. Quyên thị định Đinh thị chút hàng lên số cho em ạ. Mọi người chút hàng mã kèm số cho em nhá. Rồi lên cho mã viền trắng cho em nha. Mã viền trắng này 55-65kg mặc vừa cho em, 60-65kg mặc vừa. Lấy con này comment cho em là mã viền trắng cho em nha. Quyên Đinh Thị chốt hàng lên số giúp em. Rồi lên cho mã viền trắng 99k. Rồi viền trắng 99k kèm số cho em ạ. Chốt hàng mã và kèm luôn số điện thoại cùng một dòng cho em nha mọi người ơi. Rồi mã xám em chốt cho chị Xuân Phạm. Mã xám cho chị Xuân Phạm nha. Không có biết nữ chị ơi, em đang bán Việt Nam nha. Rồi em còn mã trắng xám. Trời ơi, một bộ màu đen cho em ạ, siêu đẹp luôn nha. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 50-58kg mặc vừa cho em ạ. 50-58kg mặc vừa đẹp quá các chị ơi, siêu đẹp luôn nha. Chất vải của nó có anh nhũ nha. Rồi 50-58kg mặc vừa cho em ạ. Ai lấy comment nhanh tay cho em, hôm nay em lên vest thôi chị ơi. Rồi lấy comment cho mã đen 149k. Bộ này bao mới các chị gần như là 100% nha. Rồi mã đen 149 cho em ạ. 50-58kg mặc vừa nha. 50-58kg mặc vừa. Lên cho mã đen 149k mã đen nha các chị ơi, siêu đẹp nhá. Đen 149 đảm bảo các chị đi ra ngoài mà đi thuê một lần mặc không đã 200 ngàn rồi nhá. 100-200 ngàn các chị có thể là sở hữu luôn. À, mặc chán rồi đi cho hoặc là nói chung cho hoặc đi lao động gì cũng được luôn. Rồi mã viền trắng của chị Kiều Phong, của Kiều Phong Nguyên, mã viền trắng của Kiều Phong Nguyên. Tại vì live này là live Việt Nam nên em cũng không biết được nhiều, chờ có nhiều chị thì chốt cho chồng hoặc là các anh tự chốt nên có thể là em đọc anh sai hoặc là chị sai, các chị thông cảm nhá. Rồi mã đen cái viền em hết rồi nha, em còn mã đen nha, viền trắng em hết rồi chị Thu Thảo ơi. Rồi đỏ đô cho em 55-60kg mặc vừa cho em, quá đẹp luôn nha các chị ơi. 55-60kg mặc vừa lên cho mã đỏ đô, quá đẹp luôn, 139k. Đỏ đô 139 nhanh tay các chị ơi, siêu đẹp nhá. Cái bộ đen vừa rồi chị nào nhanh tay đi. Nhanh tay này, mã đen của chị Trang Mai, mã đen của chị Trang Mai nha. Đỏ đô 139 này, 55-60kg mặc vừa lên cho mã đỏ đô cho em nhá. 139k mã đỏ đô cho em ạ. Đỏ đô màu cũng rất là hiếm nhá. Rồi mặc cái áo cho đàng hoàng mà. Đây. Rồi 50-55kg mặc vừa cho em ạ. 50-55kg mặc vừa cho em ạ. Các chị thấy phần cổ của nó làm rất là lạ luôn nha. Kiểu dáng trẻ trung cho em. Toàn bộ hôm nay hàng là hàng rẻ, hàng trẻ cho em nha. Và cũng có cả hàng trung tuổi. Nhưng mà nói chung nó không có quá dài, nó không có quá lỗi mốt. Nên nói chung là tất cả là hàng, nói chung là dạng kiểu modern á. Nên cực kỳ thích luôn. Rồi 50-55kg mặc vừa cho em nha. 50-55kg mặc vừa. Rồi lấy bộ này comment cho mã số 01 cho em ạ. 139k. 50-55kg mặc vừa lên cho mã số 01 cho em nhá. 139k mã số 01 ạ. Em còn mã đỏ nhá. Em còn mã đỏ. Có không sao lâu quá là sao? Có không sao lâu quá là cái gì? 70-75kg có luôn nha chị ơi. Nhưng mà nó nằm ở trong lô á. Bây giờ lên tới bộ nào là em lên bộ đó thôi nhá. Rồi ai lấy comment cho mã xám. Em còn mã đỏ, em còn mã xám các chị ơi. Chốt hàng mã và kèm luôn số cho em nhá. Rồi bộ này ạ, 60-65 60 nha, 60 thôi. 55-60kg mặc vừa cho em ạ. 55-60kg mặc vừa cho em nha. Màu này màu, nói chung là màu đen. Và cái chất nó có gân gân nha. Cái chất vải này, đỏ đô của anh Duy Hoàng nha. Cái này nó có gân nha, các chị ơi, siêu đẹp nhá. Rồi lấy bộ này comment cho em ạ. Đỏ đô của anh Duy Hoàng, em còn bộ xám nhá. Rồi đưa cái mã đây các bé. Rồi 55-60kg mặc vừa lấy comment cho em ạ. Mã số A37 cho em nha. Mã số A37 cho em, 149k, siêu đẹp luôn. A37149 cho em nha. A37 ạ. Mã A01 này, mã 01 của Xuân Phạm này, 01 của Xuân Phạm nhá. Rồi em còn mã số A37 nha các chị ơi. Bộ này là 55-60kg mặc vừa cho em ạ. Trời ơi, bộ này trắng cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi, trắng rất là đẹp luôn nha. Rồi trắng này là dành cho anh nào tầm 55-65kg mặc vừa cho em ạ. Đến từ 60-65kg mặc vừa cho em ạ. Trời ơi, núc trẻ trung chưa? 60-65kg mặc vừa cho em ạ. Thường thường những cái bộ màu trắng có thể treo mà nó dính một tí bụi á, các chị về giặt cho em nha. Tại vì màu trắng mà hàng thanh lý, hàng tồn kho thì kiểu là nó treo lâu ngày nó sẽ bị bám bụi, thì các chị về giặt lại giúp em một tí nhá. Rồi lấy bộ này comment cho mã núc cho em. Bộ này siêu, nói chung là giống như kiểu bộ Hàn Quốc lúc nãy luôn này. Dành cho anh nào tầm 60-65kg mặc vừa lên cho mã núc nhá. A37 của chị Nguyễn Tám, cái cũ này. A37 của chị Nguyễn Tám nhá. Rồi ai lấy
comment nhanh tay cho mã nút cho em 99k thôi nha các chị ơi. 60-65kg mặc vừa cho em ạ. Lấy comment cho mã nút nhá. 99k mã nút, nút 99k và kèm số cho em ạ. Bộ này rất là trẻ trung luôn cho em, form giá Hàn Quốc nhá. 70-75kg ít lắm chị ơi. Nếu mà chị có thể chị ơi, chị kỳ Ngân ơi, nếu mà chị có đủ kiên nhẫn chị mua thì chị hẵng ở đây, còn không thì chị cứ ra khỏi like nhá. Còn bây giờ em không thể chiều theo ý chị được đâu ạ, tại vì hàng nó chất đống không thể nào mà tìm ra được nhá. Còn nếu mà chị không đủ kiên nhẫn thì chị cứ ra khỏi like giúp em. Rồi rồi, cái này dành cho anh nào nhá, mã nút của chị Nguyễn Vân, mã nút của chị Nguyễn Vân nha. Rồi 55-63kg mặc vừa cho em ạ. 55-63kg mặc vừa, màu này là màu đồng nhá. Mã trắng hả? Mã trắng em không có chị ơi, mã nút của chị Nguyễn Vân rồi nhá. Rồi lên cho mã đồng cho em ạ, màu đồng nhá các chị ơi, màu này ở ngoài là đậm hơn ở trong hình nhá. 60-65kg mặc vừa cho em ạ. 60 nói chung là từ 55-63kg mặc vừa. Chị Nguyễn Vân ơi, chị đang có một đơn hàng chuyển khoản bên em mà không có gọi cho chị được nha, chưa có giao hàng cho chị được nè. Mọi người ơi, chốt hàng thì nói chung là đơn trên 500k chuyển khoản thì cọc cả hoặc cọc cả cho em nha, hoặc là cọc cả cũng được. Rồi mã đồng cho em ạ. À, lấy comment cho mã đồng 129k các chị ơi. Đồng 129 chị nào lấy thì comment cho mã đồng cho em nha. Trời ơi, đảo đô đẹp chưa? Rồi đảo đô 60-65kg mặc vừa cho em ạ. 60-65kg mặc vừa. Lấy bộ này comment cho mã đảo đô. Bộ này em sale các chị 149k nha. Siêu đẹp luôn, siêu mới nha các chị ơi. Đảo đô 149, ai lấy comment nha em là mã đảo đô cho em ạ. Đỏ đô 149 kèm số cho em nha. Đỏ đô 149 ạ. À, lấy comment nhanh tay cho em nha. Mã đỏ đô ạ. Rồi mã nút rồi cuối cùng có chút chị Nguyễn Văn không? Chị này có cái đơn chuyển khoản rồi nhưng mà không có. Chuyển khoản rồi hả? Ừ, không đồng này, chuyển khoản rồi mà sao không có gọi được nè. Vậy hả? Không giao được. Chị Nguyễn Văn ơi, chị em đang chờ sao không chốt? Có, em chốt cho chị rồi, nhưng mà ý là chị đã chuyển khoản cho em rồi, em đã gửi đi không đồng cho chị rồi. Nhưng mà shipper gọi điện cho chị không được nha. Chị cố gắng nghe máy để shipper giao hàng chứ bất công lại bảo là bên em đã nhận tiền mà không gửi hàng nhá. Cố gắng nghe điện thoại để shipper giao hàng. Rồi lên một bộ màu đồng siêu đẹp này các chị ơi, lên màu nó xen kẽ nhau nha. Rồi con này ạ. Rồi mã đồng này, mã đồng của chị Thu Thảo nha. Rồi. Mã đồng này, mã đồng em còn này, chị nào lấy thì chốt cho em nha. Bộ này y chang luôn á. Bộ đồng này tầm 55-63kg mặc vừa nha. Rồi mã đỏ đô của Mạnh Hương. Đỏ đô 149 của chị Mạnh Hương nha. Rồi em còn mã đồng, chị nào lấy thì comment cho em nha. Tại vì có thể là có 1-2 bộ giống nhau ấy. Rồi lên một bộ màu xám siêu đẹp cho em ạ. Xám siêu đẹp cho em nha. 50-58kg mặc vừa cho em ạ. Rồi 50-58kg mặc vừa cho em ạ. Bên em chuyển khoản là bên em gửi liền. Nhiều khi số điện thoại các chị không gọi được, nhân viên không giao hàng được, lại bảo là chuyển khoản rồi không gửi, rồi lừa đảo các kiểu nhá. Rồi lấy comment cho mã xám cho em ạ. 50-58kg mặc vừa, mã xám cho em siêu đẹp luôn. 139k, ai lấy chút nhanh tay chào mã xám 139 cho em nhá. 50-55kg mặc vừa, ai lấy comment cho mã xám 139 cho em ạ. Xám 139 kèm số cho em nha. Xám 139 ạ. 50-58kg mặc vừa cho em ạ. Rồi bộ này là bộ trắng tinh nha các chị ơi, màu này màu trắng tinh. Nãy là những cái bộ trắng lúc nãy là trắng kem, còn trắng này là trắng tinh cho em nha. Dạy cho anh nào tầm 60-65kg mặc vừa cho em ạ. 60-65kg mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã trắng cho em, sale luôn các chị 79k nha. Nguyên một bộ gồm cả một quần và một áo khoác luôn, sale các chị ạ. Nguyên quần và áo như thế này. Rồi sale các chị 79k, 60-65kg mặc vừa cho em nha. 60-65kg mặc vừa lên cho mã trắng cho em ạ. Rồi 79k mã trắng. Trắng 79k và kèm số điện thoại cho em ạ. Anh nào tầm 60-65kg thì hốt nhá. Rồi mã trắng 79k và kèm số cho em ạ. 60-65kg mặc vừa. Rồi bộ Hàn Quốc này các chị ơi, bộ Hàn Quốc nha. Để nó bị dính bụi này, trời ơi siêu mờ luôn ấy. Bộ này chất của nó là giống như chất dạ, giống như chất dạ ép mỏng nhá các chị ơi, nó giống như chất dạ ép mỏng cho em ạ. Một bộ Hàn Quốc siêu đẹp nhá. Bộ này dành anh nào, mã gì chị Ly Nguyễn Thị ơi, chốt hàng đúng mã giúp em nhá. Chốt hàng đúng mã kèm số cho em ạ. Rồi 50-57kg mặc vừa cho em ạ. 50-57kg mặc vừa cho em nhá. Ai lấy bộ này comment cho em ạ. Trời ơi Hàn Quốc này các chị ơi, 50-57kg mặc vừa thôi. Rồi cái chất của nó là chất caro như thế này, các chị thấy rõ không ạ? Caro như thế này nhá. Rồi lấy comment cho mã Hàn Quốc cho em ạ. 169k, 50-57kg mặc vừa lên cho mã Hàn Quốc giúp em. 169k mã Hàn Quốc nha. Chị Ly Nguyễn Thị chốt mã gì thì chốt đúng mã cho em và kèm luôn số điện thoại cho em nhá. Rồi mã Hàn Quốc 169 này, 50 này. Hàn Quốc của chị Nguyễn Vân dồn đơn nha. Hàn Quốc của chị Nguyễn Vân dồn đơn siêu đẹp luôn. Lâu lâu có những cái bộ vậy rất là trẻ trung nha. Áo khỉ trong giá bao nhiêu vậy? Áo khỉ à, em chỉ có mấy con thôi, để tí nữa em coi còn thì em bán rẻ cho các chị thôi nha. Chứ áo khỉ này là em để giống khi em để em làm nền cho nó đẹp á.
Rồi 60-65 ký mặc vừa cho em xanh đen này các chị ơi, xuất sắc chưa? Mới gần như 100% nha, xanh đen quả anh nhũ nha mọi người ơi. Đến gần cho mọi người xem cái chất bảo của nó này. Mới tinh không tì vết luôn nha. Rồi 60-65 ký mặc vừa mã Hàn Quốc chị Ngọc Lan sau nữa rồi. Rồi ai lấy comment cho em mã xanh đen cho em 149k. 60-65 ký mặc vừa cho em nha. 60-65 ký mặc vừa. Lấy comment cho mã xanh đen cho em ạ. 149k mã xanh đen nha. Siêu đẹp luôn. Anh nào mà tầm 60-65 ký thì hút liền cho em nha. Xanh đen 149k kèm số cho em ạ. Màu xanh đen này trời ơi cực kỳ sang luôn các chị ơi. Rồi xanh đen cho em nha. Ghi lên đỏ cho bao nhiêu tí nữa em sẽ lên nha. Rồi mã xanh đen của chị La Quy nha. Xanh đen có 70k luôn nha. Rồi 65-70k mặc vừa đây các chị ơi. 65-70k mặc vừa cho em nha. Một bộ màu kem viền này. Rồi lên cho mã viền cho em ạ. 65-70k mặc vừa này. Xanh đen tạm thời em hết hàng nha. Em sẽ lên những mẫu khác còn rất là nhiều mẫu nha. Rồi 65-70k mặc vừa cho em ạ. 65-70k mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã viền cho em nha. Có này em xả các chị 99k nha. Rồi ok chị Thu Thảo em biết rồi nha. Rồi ai lấy comment cho em là mã viền 99k. 65-70k mặc vừa cho em nha. 65-70k mặc vừa lên cho mã viền. Rồi 99k mã viền chị nào nhanh tay chốt cho em ạ. Mã xanh đen em hết rồi chị ơi. Xanh đen em hết rồi nha. Rồi ai lấy comment cho mã viền cho em ạ. 99k mã viền nha. Viền 99 cho em ạ. Rồi thêm cho các chị một bộ Hàn Quốc siêu đẹp nha các chị ơi, một bộ Hàn Quốc siêu đẹp cho em ạ. Rồi dành cho anh nào tầm 50-58 ký mặc vừa cho em ạ. 50-58 ký mặc vừa cho em nha. Mã 8, chốt mã 8 là cái nào, mã xám hả? Mã xám. Rồi ai lấy comment cho em ạ, nọ hà rồi nhé. Rồi 4 ký mà có 30 hàng mã em 30-35 ship rồi ạ. Dạ đúng rồi, bên em là hỗ trợ tiền ship cho chị luôn rồi đó chị ơi. Rồi mã xanh đen em hết rồi nha. Rồi các này ạ, siêu đẹp luôn cho em nha. 50-58 ký mặc vừa cho em ạ. 50-58 ký mặc vừa. Rồi lấy comment cho em ạ. Mã gì ạ, mã viền giúp em nha. Không, cái này lấy comment cho em mã số A148 cho em nha. Mã số A148 cho em ạ. 50-58 ký mặc vừa cho em ạ. Form dáng Hàn Quốc nha. Rồi lấy comment cho mã số A148 cho em 149k. A148 149k và kèm số cho em nha. A148 ạ. Mã xanh đen em hết rồi này. Chị cái gì? Chị Ly Nguyễn Thị này mã 8139 là cái mã nào? Có mã xám không? Có. Rồi mã xám của chị em, mã xám mà chị nghe thành mã 8 à. Rồi mã xám của chị Ly Nguyễn Thị nhá. Rồi ok chị Ly Nguyễn Thị này em chốt cho chị rồi nhá. Rồi mã này là mã số 5 mã số 538 chị ơi, mã số 148 nhá, mã số 148 này. Rồi mã Hàn Quốc 148 này của chị Xuân Phạm nhá. Hàn Quốc này 148 của chị Xuân Phạm này. Rồi siêu đẹp trời ơi, bộ này xuất sắc quá chị ơi. Rồi 60-65 ký mặc vừa cho em ạ. Siêu mới các chị ơi, mới gần như 100% ạ. Chất vải của nó là màu đen có anh nhũ cho em nha. Màu đen có anh nhũ này. Rồi 60-65 ký mặc vừa lên cho em ạ. Mới cho em bộ này mới gần như 100% nha các chị. Rồi 60-65 ký mặc vừa lên cho em ạ. Mới 159k. Mã mới 159 các chị ơi, siêu đẹp luôn nha. Dành cho anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa lên cho em ạ. Mới này siêu đẹp nha các chị ơi. Bộ này không đẹp em không lấy tiền các chị nhá. 60-65 ký mặc vừa lên cho mã mới 159k mã mới giúp em nha. Mới 159 kèm số cho em ạ. Dành cho anh nào tầm 60-65 ký mặc đẹp nhá. Nhanh tay các chị ơi, mới này xuất sắc luôn cho em nha. Muốn chốt mà mẹ không xem được ạ. Rồi ok chị Xuân Phạm em chốt mã đó cho chị rồi nhá. Rồi mã mới này thoát ra vô lại cho em liên tục là được nhá. Rồi lên cho mã mới này siêu đẹp luôn cho em ạ. Rồi lên cho các chị một con xanh đen nhũ này cho em nhá. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 55-60 ký mặc vừa cho em ạ. Dành cho anh nào tầm 55-60 ký mặc vừa mã mới của chị Nguyễn Cúc này. 55-60 ký mặc vừa lên cho em mã xanh đen. Trời ơi đẹp chưa? Màu xanh đen này là anh nhũ màu đen đen cho em ạ. Các chị thấy không ạ? Đấy ạ, nó anh nhũ hơi đen đen như thế này nhá. Rồi 55-60 ký mặc vừa lên cho em mã xanh đen cho em quá đẹp luôn. 149k mã xanh đen. Xanh đen 149 cho em. 55-60 ký mặc vừa cho em nhá. 55-60 ký mặc vừa lên cho mã xanh đen cho em ạ. Đen mới em hết rồi chị ơi. Đen mới em hết rồi nhá. Rồi ok chị Hoa Hà nha, tí nữa có thì em báo nhá. À
lấy bộ này comment cho em ạ. 55-60kg mặc vừa, mã xanh đen 149k. Mã mới em hết hàng rồi nha chị ơi, em còn mã xanh đen. Chị nào lấy thì comment cho em nè. Rồi 65-70kg mặc vừa cho em ạ, siêu đẹp nha các chị ơi. 65-70kg mặc vừa, mã mới tạm thời em hết hàng, em còn mã xanh đen. Chị nào lấy comment cho mã xanh đen cho em nhá. Rồi anh nào tầm 65-70kg mặc vừa cho em ạ, một bộ màu xám nu siêu đẹp nhá. Rồi 65-70kg mặc vừa cho em ạ. Ai lấy bộ này comment nhanh tay cho mã số 70 cho em nhá. 65-70kg mặc vừa, lấy bộ này comment cho mã số 70 cho em. Bộ này em sale các chị 129k nhá. Rồi không có đồ nữ chị ơi, Bùi Thương chúc hẹn lên số cho em nhá. 129k lên cho mã số A70. Rồi mã xanh đen của chị Kiều Phong Nguyên, xanh đen Kiều Phong Nguyên dồn đơn nhá. Rồi lên cho em ạ, mã này là mã A70 cho em, siêu đẹp nha các chị ơi, trời ơi. Rồi mã xanh, mã gì là mã A70. Rồi A70 cho em 65-70kg mặc vừa cho em, 129k của chị Chuyên Nguyễn này. Rồi A70 của chị Chuyên Nguyên nha. Rồi lên một bộ trắng trơn cho em ạ, viền của nó cũng là viền trắng như thế này nhá. Rồi dành cho anh nào tầm 55-60kg mặc vừa cho em ạ, 55-60kg mặc vừa. Rất là đẹp luôn các chị ơi, nó đi cùng tông xịt tông cho em nha, rất là đẹp luôn. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã trắng cho em ạ. Màu trắng nó hơi bị kén người mặc. Em xả các chị với giá chỉ có là 79k. 79k lên cho mã trắng nhá. Trắng 79k, 60-65kg mặc vừa mã trắng ạ. 79k mã trắng cho em nha. Rồi lên cho em mã trắng 79k này. A70 em hết rồi nha. Lên cho em mã trắng và kèm luôn số cho em ạ. Rồi lên cho các anh này, lên cho các anh này mà. Rồi mã trắng 79k và kèm luôn số cho em ạ. Chốt hàng mã và kèm số điện thoại là có đơn nhá. Rồi chị Bùi Thương sao mất rồi ạ. Rồi 65-65kg mặc vừa cho em ạ. Đẹp quá các chị ơi, đỏ đô rất là đẹp luôn cho em nhá. 65-70kg mặc vừa cho em ạ. 65-70kg mặc vừa 60. Nếu mà 70kg thì anh nào phải cao trên 1m7 nhá. Còn này thì tầm 60-65kg mặc vừa thôi. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã đỏ cho em ạ. 149k nhá. Đỏ 149 kèm số cho em ạ. Siêu đẹp A70 em hết hàng nhá. Rồi con này 60-65kg mặc vừa, trắng 79 của chị Vùng Trời Bình Yên. Trắng 79 của chị Vùng Trời Bình Yên nhá. Rồi mã đỏ 149 chị nào lấy chốt cho em nhá. Đỏ là 60-65kg mặc vừa. Đỏ là 60-65kg mặc vừa lên cho mã đỏ giúp em. 149k nhá. Đỏ 149 này, trắng em hết rồi chị Nguyễn Văn ơi, chốt mã khác cho em, trắng em còn rất là nhiều nhá. Rồi em còn mã đỏ 149 chị nào lấy thì comment cho em mã đỏ giúp em. 149k. Trời ơi, bộ này size to này các chị ơi. Rồi 65-70kg mặc vừa chị Hoa Hà ơi. Đây size to cho em, hàng 3 nút nha. Hàng này là của người trung tuổi nha các chị ơi, hàng của người trung tuổi ạ. Dành cho các chú tầm 50 tuổi trở lên nha, 50 tuổi trở lên ạ. Rồi con này dành cho chú nào tầm 65-70kg mặc vừa cho em còn mã đỏ nhá. 65-70kg mặc vừa đỏ của chị Triệu Minh. Đỏ của chị Triệu Minh. Rồi 65-70kg mặc vừa cho em ạ. Ai lấy comment nhanh tay cho mã 3 nút cho em nha. Hàng này là hàng dành cho người trung tuổi nhá. Rồi mã 3 nút này em sale các chị 129k. Ai lấy comment cho em ạ. 65-70kg mặc vừa cho em ạ. 65-70kg mặc vừa. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã 3 nút cho em nha. 129k mã 3 nút. 3 nút 129 kèm số cho em ạ. Đỏ em hết hàng rồi nha. Rồi lên cho em mã 3 nút cho em ạ. Mã 3 nút giúp em nha. Siêu đẹp luôn cho em, hàng của người trung tuổi thì thường thường họ hay may 3 nút nhá. Rồi 3 nút là 129, chị nào lấy thì comment cho em ạ. Cái giá 60kg có luôn nha chị Vùng Trời Bình Yên ơi. Trời ơi size to đây các chị ơi. Rồi chị nào size to đây các chị ơi. Rồi size to dành cho anh nào tầm 70-75kg mặc vừa cho em nha. 70-75kg mặc vừa size to đây các chị ơi. Tại vì hàng nó nằm ở trong trong kiểu là nằm ở trong lô á, nên các chị em sẽ lấy ra từ từ này. Rồi mã chị đã mã 3 nút này. Hiền Đinh Nguyễn chưa có đơn chưa ạ? Chưa. Chú hẹn lên số điện thoại đi chị anh Hiền Nguyễn Đinh ơi. Rồi con này ạ, dành cho chú nào tầm anh nào chú nào tầm 65-75kg mặc vừa tùy theo chiều cao nhá. Nếu mà 65kg là dành cho những anh tầm 1m 65kg dành cho mấy anh mà dưới 1m6 nhá. Còn ví dụ nha, 75kg thì ví dụ là anh nào tầm 1m8 chẳng hạn. Các chị nói chung là trừ theo nha, từ theo cái độ cao nữa. Rồi mã ba nút của chị Hoàng Kim, mã ba nút của chị Hoàng Kim. Anh Hoàng Kim nói chung chốt hàng mã kèm số cho em nhá. Rồi lên cho mã to 70-75kg mặc vừa lên cho mã to giúp em nha. Đẹp lắm luôn này. Rồi mã to nha mọi người ơi, siêu đẹp luôn cho em. 70-75kg mặc vừa lên cho mã to giúp em ạ. 149k bộ này siêu đẹp luôn. To 149 kèm số cho em ạ. 70-75kg mặc vừa cho em nhá. Rồi lên cho mã to cho em ạ. Rồi ok, dự bị cho Hiền Đinh Nguyễn này. Rồi lấy comment cho mã to cho em ạ. 149k 70-75kg mặc vừa cho em nhá. To bộ nào trẻ trung có nhiều lắm. Nhiều
lắm, toàn bộ là hàng trẻ trâu nhiều nhá. Rồi em mã to này, Hoa Hoàng chốt hàng lên giúp em số điện thoại luôn nha. Rồi mã to của Hoa Hoàng chốt hàng lên số điện thoại cho em ạ. Rồi 60-65 ký mặc vừa đây ạ, một bộ màu trắng siêu đẹp nhá. 60-65 ký mặc vừa lên cho mã trắng cho em nha. Bộ này em sale các chị 89k nha. Tại vì màu trắng rồi ok anh Hoa Hoàng nhá. Rồi lên cho mã trắng 89 cho em ạ, trắng 89 nhá. Dành cho anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa cho em ạ, 60-65 ký mặc vừa. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Bộ đấy em hết rồi ạ. Mọi người chốt hàng mã kèm số điện thoại là có đơn nha. Rồi 60-65 ký mặc vừa lên cho mã trắng 89k. Mã trắng 89k cho em 60-65 ký mặc vừa. Rồi mã trắng 89k và kèm số cho em ạ. Mã to tạm thời em hết hàng nhá. Rồi em còn mã trắng 89k 60-65 ký mặc vừa lấy thì chốt cho em mã trắng 89 kèm số cho em nhá. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 50 đến 57 ký mặc vừa cho em. Form này là form body giúp em nhá. Form này là form trẻ, form body này 50-55 ký mặc vừa cho em ạ. 50-55 ký mặc vừa, form này là form body nhá. Người trung niên thì họ có thể là mặc rộng, còn những người mà trẻ trẻ thì họ thích mặc body hơn. Rồi to tạm thời em hết hàng rồi chị ơi. Anh ơi em chỉ còn mã trắng 89 nhá. Rồi mã này dành cho anh nào tầm 50-55 ký mặc vừa cho em ạ. 50-55 ký mặc vừa. Rồi lấy bộ này comment cho mã xanh đen cho em nhá. 139 nào lấy tranh thủ cho em nha. Siêu đẹp luôn cho em ạ. Trắng em hết hàng nhá. Rồi đẹp lắm luôn nha các chị ơi. Bộ này nó là dạng caro như thế này nha. Caro nhì nè các chị thấy rõ không ạ? Các chị tại trong camera nói chung chắc có rẻ không rõ đúng không? Rồi mã trắng 89 em hết hàng nha. Đợi em tí nữa trắng em còn rất là nhiều luôn. Rồi caro cho em nha các chị ơi. Caro màu này giống kiểu màu nâu nâu này mọi người này. Rất là đẹp luôn nha. Rồi to xám em hết. Em còn mã xanh đen nha. Xanh đen 139 50-55 ký mặc vừa. Rồi 50-58 ký mặc vừa lên cho mã nâu. Màu này rất là đẹp luôn cho em nhá. Màu này giống kiểu màu nâu rêu rêu á. Rồi lên cho mã nâu cho em nha. 50-58 ký mặc vừa lên cho mã nâu. 139k mã nâu. Nâu 139 kèm số cho em. Em còn mã xanh đen, em còn mã nâu nha. Chị nào lấy thì comment cho em mã nâu cho em ạ. 139k mã nâu. Nâu 139 kèm số cho em nhá. Nâu 139 ai lấy chút cho em ạ. Em còn mã xanh đen, em còn mã nâu này. Rồi bộ này size to này các chị ơi, em còn size to này nhá. Rồi đây ạ. Rồi con này ạ, dành cho anh nào hoặc chú nào nhá. Con này là hàng của trung niên nhá. Hàng của anh nào, nói chung là chú nào tầm 50 tuổi trở lên thì hãng chốt bộ này nhá. 50 tuổi trở lên này. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 65-70 ký mặc vừa cho em ạ. 65-70 ký mặc vừa nguyên một bộ luôn nha chị ạ. Anh ơi, nguyên một bộ luôn cho em nhá. Nguyên một bộ gồm một áo và một quần như thế này. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 65-70 ký mặc vừa cho em ạ. 65-70 ký mặc vừa lên cho mã đen giúp em nha. Rất là đẹp luôn nha các chị ơi. Rồi 129k giúp em. 129k 65-70 ký mặc vừa cho em ạ. 129k mã đen. Đen 129 cho em. 100 ký em không có rồi nha. Tại vì người Việt Nam mình nó cũng hiếm 100 ký á. Hàng nước ngoài thì 100 ký nhiều, nhưng mà hàng Việt Nam thanh lý này thì ít lắm. Rồi lên cho mã đen cho em ạ. 129k nhá. Rồi mã nâu 139 của chị Ly Nguyễn Thị. Mã nâu 139 của chị Ly Nguyễn Thị nhá. Rồi bộ này lấy comment cho mã đen cho em nhá. 65-70 ký mặc vừa cho em ạ. Rồi mã đen 129k mã đen. Đen 129 kèm số cho em ạ. Đây nha các chị ơi, anh nào đây ạ, chị nào thích màu trắng nãy giờ không chốt được này. Rồi trắng này dành cho anh nào tầm 55-60 ký mặc vừa cho em nha, hai nút nhá. 55-60 ký mặc vừa cho em ạ. Mã 129 của Trần Tấn Hoàng này, 129 của Trần Tấn Hoàng nhá. Đen 129 của chủ tịch Trần Tấn Hoàng. Rồi bộ này nhận lên cho mã trắng 89k nha. 55-60 ký mặc vừa cho em ạ. 55-60 ký mặc vừa nhá. Lấy comment cho em là mã trắng 89 giúp em. Trắng 89 55-60 ký mặc vừa. Rồi mã trắng 89 chốt hàng mã kèm số điện thoại cùng một dòng mới có đơn nha mọi người ơi. Rồi mã trắng 89 55-60 ký mặc vừa lên cho mã trắng giúp em. 89k mã trắng giúp em nha. Trời ơi, lên cho các chị một bộ màu xám siêu sang nha mọi người. Dành cho anh nào nhá, dành cho anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa cho em ạ. 60-65 ký mặc vừa cho em ạ. Màu này cực kỳ sang nha các chị ơi. Rồi mã đen em hết rồi chị ơi, đen em hết rồi nha. Em chỉ còn mã gì á? Mã xanh đen thôi. Rồi lên cho em ạ, em còn mã trắng 89 chị nào lấy chốt nha. Lên cho mã lông chuột cho em ạ. Rồi 60-65 ký mặc vừa cho em nha. 60-65 ký mặc vừa. Lấy comment cho em mã lông chuột cho em ạ. Bộ này siêu mới luôn, 149k. Rồi mã lông chuột 149 nha các chị ơi. Có 73 ký luôn nhưng mà nó hơi ít size to nha. Rồi mã lông chuột 65-70 ký mặc vừa. Lấy comment cho em mã lông chuột giúp em nha. 65-70 ký mặc vừa mã lông chuột. 149k mã lông chuột ạ. Lông chuột 149 của chị Giang Nguyệt. Lông chuột 149 của chị Giang Nguyệt nha.
Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 55 đến 62 kg mặc vừa thôi nha các chị ơi, 55 đến 62 kg mặc vừa cho em nhá. 55 đến 62 kg mặc vừa cho em ạ, trắng 89K của Bắc Nguyễn, trắng 89K của Bắc Nguyễn nhá. Mã đen em hết hàng nhá. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ, dành cho anh nào nhá. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em nha, được nha chị Linh Nguyễn ơi. Rồi xanh đen của Hoàng Phi Long dồn đơn, xanh đen của Hoàng Phi Long dồn đơn nhá. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 55 đến 62 kg mặc vừa cho em nhá. Các chị ơi lưu ý cho em ạ, 55 kg đến 62 kg có nghĩa là sao ạ? 55 kg đối với anh nào cao 1m6 hoặc 1m65. Còn ví dụ như là 60 kg thì có thể là anh đó phải cao tới 1m7 nhá. Các chị lưu ý cho em nhá. Loại trắng của Bắc Nguyễn 89K nhá. Rồi Hoàng Phi Long là mã xanh đen. Rồi con này dành cho anh nào tầm 55 đến 62 kg mặc vừa lên cho mã viền cho em ạ, rất là đẹp nhá. Rồi mã viền 139K 55 62 kg mặc vừa. 139K lấy comment nhanh tay cho mã viền cho em nhá. Viền 139 ạ. Viền 139 kèm số cho em ạ, lông chuột em hết hàng rồi nhá. Rồi lên cho mã viền 55 62 kg mặc vừa. Lấy comment cho mã viền cho em 139K mã viền nhá. Viền 139 và kèm luôn số điện thoại cho em ạ. Viền 139 ạ. Ai lấy comment nhanh tay cho em nhá. Rồi lên một bộ màu xám siêu đẹp nè các chị ơi. Trời ơi bộ này đẹp quá. Rồi lên một bộ xám siêu đẹp nhá. Bộ này dành cho anh nào tầm 55 60 kg mặc vừa thôi. Rồi 55 60 kg mặc vừa cho em nhá. Chất vải của nó là có caro nhẹ như thế này nhá các chị ơi, quần của nó đây ạ. Rồi chất vải của nó là caro nhì như thế này, mọi người thấy rõ không ạ? Rồi mã lông chuột tạm thời em hết hàng nhá. Hoa hoàng chốt lông chuột kìa. Lông chuột em hết rồi chị Ngọc Lan ơi, em chỉ còn mã viền nhá. Rồi bộ này lên cho mã xám 55 60 kg mặc vừa cho em nhá. Lấy comment cho mã xám cho em ạ. Rồi 149K mã xám, xám 149 cho em ạ. 55 đến 60 kg mặc vừa lên cho mã xám. 149K mã xám các chị ơi, siêu đẹp nhá. Xám 149 cho em. Em còn mã viền, em còn mã xám. Anh nào lấy thì comment cho em là mã xám hoặc là mã viền cho em nhá. Rồi lên cho mã xám hoặc mã viền cho em ạ. Rồi mã xám 149K. Rồi bộ này size nhỏ cho em ạ, dành cho anh nào tầm 45-50 kg mặc vừa cho em nhá. 45-50 kg mặc vừa cho em ạ, size nhỏ mọi người ơi. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã size nhỏ cho em nhá. Rồi 55-50-55 kg mặc 45-50 kg mặc vừa thôi ạ, size nhỏ này. 45-50 kg mặc vừa, lấy comment nhanh tay cho mã size nhỏ cho em nhá. Size rất là nhỏ luôn. Các chị có thể là mua cho con trai cũng được nha. Bé học lớp 9 lớp 10 mà tầm 40-45 kg cũng ok luôn nhá. Rồi 45-50 kg mặc vừa lên cho mã size nhỏ, xe bộ này 119K. Rồi mã size nhỏ cho em, mã xám của chị Xuân Phạm. Gọi điện đi. Xám của chị Xuân Phạm nhá. Rồi ai lấy comment cho em ạ, mã size nhỏ cho em ạ. Mã nâu em hết rồi ạ, anh Dương Hiếu ơi, xám mã nâu em hết rồi nhá. Mã nâu em hết rồi ạ. Rồi em còn mã size nhỏ, anh nào lấy thì comment cho em nhá. Rồi lên một bộ viền trắng này. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 50 đến 55 kg, 55 kg đâu. Tầm 50-57 kg mặc vừa cho em nhá. 50-57 kg mặc vừa cho em ạ. Bộ này siêu đẹp này. Rồi mã xám nguyện tám sao mất rồi nhá. Mã xám nguyện tám sao mất rồi này. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Bộ này lấy comment cho mã số 01 cho em nhá. Rồi 50-58 kg mặc vừa, 50-58 kg mặc vừa. Lên cho mã số 01 cho em ạ. Một bộ trắng viền kem, một bộ kem này viền rất là đẹp luôn. Rồi bộ này em sale các chị 99K nhá. Rồi lấy comment cho mã số 01 giúp em, 99K mã số 01 cho em. 50-57 kg mặc vừa cho em nhá. Mã số 01 ạ. 99K mã số 01 và kèm số cho em ạ. Mã số 0199 giúp em nhá. Chấm bài và tương tác mạnh tay lên cho em nhá. Đây ạ. Dạ em không biết nữa chị Ngọc Lan ơi, em sẽ lên từ từ nha, tại vì nó rất là nhiều luôn, ở đây em có tới 300 bộ ạ. Em lên bộ nào em mới biết được nha. Trời ơi. Rồi bộ này ạ, 60-65 kg mặc vừa cho em nha. 60-65 kg mặc vừa. Rồi cái chất vải bộ này là nó giống như kiểu là nó hơi nó giống kiểu là nó hơi caro như thế này nhá. Mã số 01 của chị Phương Ngàn, mã số 01 của chị Phương Ngàn nhá. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Mã số 01 Phương Ngàn 99K nhá. Size người nhỏ của chị Phạm Thị Hưởng, size nhỏ của chị Phạm Thị Hưởng xanh đen ạ. Rồi bộ này 60-65 kg mặc vừa cho em ạ. Màu này rất là sang cho em nhá. 60-65 kg mặc vừa, lấy comment cho mã sang cho em ạ, rất là đẹp luôn nha. Cái này anh nào trung tuổi tầm 50 tuổi trở lên thì hãng chốt cho em ạ. Bộ này dành cho những anh trung tuổi nhá. Rồi 60-65 kg mặc vừa lên cho mã sang, 139K mã sang. Sang 139 kèm số cho em nha, mã sang cho em ạ.
sang 60 đến 65 ký mặc vừa cho em. Lên cho mã sang cho em nha. Bộ này là mã sang ạ. À. Chị nào lấy thì comment cho em ạ. À. 01 em hết rồi chị Hoa Hà ơi. Bộ này lấy comment cho mã sang cho em. Rồi 139k mã sang nha. Sang 139 kèm số cho em ạ. À. Rồi bộ này nó là giống kiểu là màu nâu đất này mọi người ơi. Màu này giống màu nâu đất nha. Rồi chị Hoa Hà ơi, 01 em hết rồi nha. Mã đen là mã nào ạ? À? Mã đen là mã sang hả chị? Chốt đúng mã cho em để khỏi bị lộn hàng nhá. Rồi mã 01 em hết, em còn mã sang. Rồi lên cho mã nâu cho em nha. 55 60 ký mặc vừa cho em ạ. 55 đến 60 ký mặc vừa lấy comment cho mã nâu cho em ạ, rất là đẹp nhá. 55 60 ký mặc vừa cho em ạ. Bộ này cũng là dạng caro nhì như thế này ạ. 55 60 ký mặc vừa cho em nha. 55 60 ký mặc vừa caro nhì rất là đẹp luôn. Rồi lấy comment cho mã nâu cho em nha. Mã sang của chị Lê Thị Mạnh. Mã sang của chị Lê Thị Mạnh nha. Rồi mã nâu cho em ạ, 139k. 55 60 ký mặc vừa lên cho mã nâu 139k các chị ơi. Rồi mã nâu 139 cho em nha. Nâu 139 cho em ạ. 55 60 ký mặc vừa lên cho mã nâu 139k mã nâu của chị Tuyết Huỳnh nhá. Mã nâu của chị Tuyết Huỳnh này. Rồi một bộ màu trắng cho em ạ. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 50 55 ký mặc vừa cho em nhá. Rồi bộ màu trắng này rất là đẹp luôn, các chị có thể là mua cho con trai nha. Rất là đẹp luôn này mọi người ơi. Có trắng viền 65 ký nhiều lắm luôn. Mã sang tạm thời em hết hàng nha. Sang của chị Lê Thị Mạnh rồi. Rồi bộ này dành cho bạn nào tầm 50 đến 55 ký mặc vừa cho em ạ. Các chị có con trai mua cho con trai mặc cũng rất là ok nhá. Rồi 50 đến 55 ký mặc vừa lên cho mã trắng cho em 89k. Trắng 89k 50 55 ký mặc vừa cho em nhá. Lên cho mã trắng 89 cho em ạ. 50 55 ký mặc vừa mã trắng 89k cho em nhá. Rồi trắng 89k 50 55 ký mặc vừa cho em ạ. Trắng 89k kèm số cho em này. Trời ơi, một bộ màu xanh biển này các chị ơi, rất là đẹp nhá. Rồi 60 65 ký mặc vừa cho em ạ. 60 65 ký mặc vừa. Màu xanh biển cực kỳ đẹp luôn nha các chị ơi. Cái màu này nó thiệt luôn, cái màu này mặc rất là dễ chịu luôn á. Mã sang em hết rồi chị ơi, em còn mã trắng 89 cho em nha. Rồi màu này cực kỳ đẹp này. Rồi lên cho mã xanh biển cho em 60 65 ký mặc vừa cho em nha. 60 65 ký mặc vừa lên cho mã xanh biển cho em 149k mã xanh biển ạ. 60 65 ký mặc vừa lên cho mã xanh biển nhá. Rồi 149k mã xanh biển cho em dành cho anh nào tầm 60 đến 65 ký mặc vừa cho em nha. Bao đẹp cho các chị luôn. Rồi màu này là màu xanh biển xanh xám nha. Ai lấy comment cho em ạ. Rồi mã xanh biển cho em nhá. Có 75 ký luôn nha chị ơi, có 75 ký luôn nhá. Rồi lên cho mã xanh biển cho em ạ. 60 65 ký mặc vừa. Rồi mã xanh biển này. Lên thì mạnh cách cũ không? Hả? Rồi mã xanh biển này của chị Lê Thị Mạnh này 149k nha. Xanh biển của chị Lê Thị Mạnh này. Rồi lên cho các chị anh một bộ đỏ đô nha. Bộ này dành cho anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa cho em ạ. Rồi mã xanh biển em hết rồi các chị ơi. Chốt hàng phải nhanh tay và kèm số điện thoại cho em. Tại vì em like bằng 2-3 máy á, nên chị nào lên trước thì sẽ được nhá. Rồi anh này dành cho 60-65 ký mặc vừa xanh biển của chị Lê Thị Mạnh rồi nhá. Rồi lên cho mã đỏ đô cho em ạ. 60-65 ký mặc vừa mã đỏ đô rất là đẹp luôn nha các chị ơi. Xanh biển tạm thời em hết hàng nhá. Rồi mã đỏ đô 149k dành cho anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa cho em nhá. 60-65 ký mặc vừa lên cho mã đỏ đô cho em ạ. Siêu đẹp luôn nhá. Cái này mà gần Tết trước Tết em bán thì tình luôn á. Trước Tết em bán là các chị mua cho cả dòng họ luôn. Tại vì nó quá là rẻ luôn. Ví dụ một lần đám cưới đi thuê, một lần mặc không đó là 200.000. Đó là giá rẻ nhất rồi. Đây nhá, ai lấy comment cho mã đỏ đô cho em ạ. Bây giờ mua sở hữu luôn, mua chán, mặc chán hoặc có thể là cho cũng được nha. Mấy cái bộ này thì mặc đời nào cũ thì tình luôn. Mặc 1-2 tiếng đám cưới là gỡ ra liền luôn nhá. Rồi lấy comment cho mã đỏ đô 149k dành cho anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa cho em nhá. Đỏ đô ạ, nhanh tay các chị ơi, màu đỏ rất là ít luôn nhá. Rồi đỏ đô 149k, đỏ đô kèm số cho em ạ. Đỏ đô kèm số cho em nhá. Rồi bộ này size nhỏ này các chị ơi, bộ này size nhỏ nhá. Và siêu mới cho em ạ. Bộ này size nhỏ và siêu mới luôn cho em ạ. Minh Sang chốt hàng mã kèm số cho em ạ. Chốt đúng mã cho em nhá. Rồi xanh biển em hết hàng, em còn mã đỏ đô. Chị nào lấy thì comment cho em là đỏ đô kèm số cho em này. Rồi bộ này size nhỏ 50-55 ký mặc vừa cho em nhá. Rất là đẹp luôn cho em ạ. Viền cùng màu nhá. 50-55 ký mặc vừa lên cho mã đẹp cho em nhá. 139k mã đẹp. 50-55 ký mặc vừa lên cho mã đẹp cho em ạ. 139k đẹp 139 kèm số cho em còn mã đỏ, em còn mã đẹp nhá. Ai lấy comment nhanh tay cho mã đẹp này.
139k mã đẹp, đẹp 139 kèm số cho em nhá. 75kg có mà ít nha chị ơi. Em còn mã đỏ, em còn mã đẹp, chị nào lấy comment nhanh tay cho em nhá. Rồi lên một bộ trắng nhỏ là các chị này, bộ trắng size nhỏ nhá, 45-50kg mặc vừa cho em ạ. Lên một bộ trắng size nhỏ 40-50kg mặc vừa. Ai lấy comment chia là mã nhỏ cho em nhá. 45 trắng nhỏ này, 40-50kg mặc vừa cho em ạ. Lấy comment chia là mã trắng nhỏ cho em nhá. Rồi xả bộ này cho các chị vừa giá chỉ có 79k. Lấy comment chia là mã đẹp của chị Giang Nguyệt này, mã đẹp của chị Giang Nguyệt nhá. Ai lấy comment nhanh tay chia là mã nhỏ cho em, trắng nhỏ 79k nhá. Trắng nhỏ 79 ạ. Dành cho anh nào tầm 40-50kg mặc vừa, lên chia là mã trắng nhỏ cho em, 79k trắng nhỏ nhá. Rồi lên cho chị một bộ màu xanh, bộ này tuyệt vời luôn nha các chị ơi, bộ này tuyệt vời luôn, bộ này siêu mới nhá. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 60-65kg mặc vừa cho em ạ, siêu mới, con này rất là mới cho em nhá. 60-65kg mặc vừa, trắng nhỏ dồn đơn cho chị Nguyễn Vân, trắng nhỏ dồn đơn chị Nguyễn Vân, 79k nha. Rồi 60-65kg mặc vừa cho em ạ, bình thường nói chung bây giờ đàn ông Việt Nam hình như là phát tướng rồi, chứ bình thường là trước là chỉ tầm 60-65kg là có vẻ là to rồi đúng không? Rồi lấy comment nhanh tay cho em mã mới cho em nha, 60-65kg mặc vừa. Lấy comment cho em mã mới 149k mã mới cho em ạ. 60-65kg mặc vừa mã mới cho em ạ. 149k mã mới, mới 149 kèm số cho em nha. 75kg thì hơi hiếm, chị phải đợi nhá. Rồi ai lấy comment cho em mã mới cho em, 149k mã mới ạ. Mới 149 cho em ạ, Huỳnh Tuấn Quyệt, đẹp em hết rồi nhá. Mã mới của anh Hoa Hoàng nhá. Mã mới của anh Hoa Hoàng ạ. Rồi ok anh Hoa Hoàng này. Rồi, một bộ màu xám siêu đẹp cho em nha. Đây ạ, size to đấy các anh ơi. Size to đấy các anh các chị ơi. Rồi 70-75kg mặc vừa cho em ạ. 70-75kg mặc vừa giúp em nha. 70-75kg mặc vừa mã mới của anh Hoa Hoàng trước rồi nha. Rồi ai lấy comment comment cho em ạ, xám cho em ạ. 70-75kg mặc vừa cho em ạ. Size to tranh thủ đi ạ. Rồi 70-75kg mặc vừa lên cho em ạ, xám cho em ạ, siêu đẹp nhá, rất là đẹp luôn. Rồi lấy comment cho em ạ, xám cho em, size to 70-75kg mặc vừa, 149k lên cho em ạ, xám cho em, size cực kỳ to nhá. 70-75kg này, chị nào vừa nãy giờ, chị nào anh nào hóng size to hốp liền cho em nhá. Rồi mã xám này, mã xám của chị La Quy này, mã xám size to 70-75kg của chị La Quy nhá. Rất là ít size to luôn, các chị tranh thủ này. Bình thường size to cực kỳ nhiều nhưng mà lô này là lô rẻ nhiều á. Xám của La Quy nha, mời em hết hàng. Rồi lên một bộ siêu đẹp, trời ơi bộ này quá đẹp luôn nha. Màu ở ngoài nó tươi hơn ở trong hình một tí nhá. Rồi dành cho anh nào tầm 50-58kg mặc vừa cho em ạ. Màu này ở ngoài là nó tươi hơn ở trong hình các chị ơi. Màu nó là màu vàng đồng cho em nhá. Xám size to em hết nhá. Rồi 50-58kg mặc vừa lên cho mã đồng cho em ạ. Bộ này siêu đẹp luôn cho em, lên cho mã đồng 149k. 50-58kg mặc vừa lên cho mã đồng cho em nhá. 149k mã đồng. Rồi mã xám em hết hàng rồi mọi người ơi, xám em hết nhá. Lên cho mã đồng cho em ạ. Dành cho anh nào tầm 50-58kg mặc đẹp cho em ạ, siêu đẹp luôn nhá. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã đồng 149k. Bộ này là ở ngoài màu giống kiểu màu vàng cứt ngựa, người ta gọi là màu vàng cứt ngựa ấy. Đây nha, đây là các chị nhìn chất cho em nha. Đây ạ, họ may rất là, nói chung là rất là kỹ, rất là công phu luôn nha mọi người ơi, rất là công phu luôn nha. Nói chung hàng này các chị về nhận và cảm nhận giúp em ạ, 100-mấy chục ngàn thì tình luôn, rẻ như cho luôn. Rồi lên cho mã đồng 149k mã đồng giúp em nha, đồng 149 ạ. Rồi lên một bộ ạ, màu này là giống kiểu là màu đen cho em ạ, màu đen mà nó có ảnh nhũ nha, rất là đẹp luôn cho em. Rồi 50-58kg mặc vừa, 50-58kg mặc vừa, lấy comment cho mã số A01 cho em nha, rất là đẹp luôn. 50-58kg mặc vừa lên cho mã số A01, bộ này em bán cho chị với giá 139k. Rồi mã đồng tạm thời em hết hàng nhá. Ai lấy comment cho mã số A01 cho em ạ, 50-58kg mặc vừa, lấy comment cho mã số A01 cho em ạ, 139k nhá. A01 ạ, có 75kg nhưng 75kg thì hơi ít nhá. Rồi A01 ạ, 139k lấy comment cho em ạ, 50-58kg mặc vừa, mã vàng đồng em hết hàng rồi nhá. Rồi lên một bộ viền siêu đẹp này các chị ơi, một bộ viền siêu đẹp cho em nhá, dành cho anh nào ạ, tầm 60-65kg mặc vừa cho em. Trời ơi bộ này không đẹp thì bộ nào đẹp đấy các chị ơi. Rồi 60-65kg mặc vừa nhanh tay các chị ơi, 60-65kg mặc vừa. Rồi lấy comment nhanh tay cho em mã xám viền cho em nha, em nói tuyệt vời luôn nha các chị ơi. Rồi mã A01 của chị Nguyễn Thảo, rồi lấy comment cho em ạ, mã viền nha các chị ơi, rất là đẹp luôn, 169k mã viền, viền 169 kèm số cho em ạ. Bộ này không đẹp thì em không lấy tiền các chị nhá.
65kg mặc vừa, mã viền này, mã viền của anh Hoa Hoàng này. Mã viền này cực kỳ đẹp luôn cho em nha. 60-65kg này, form này là form là kiểu là A01 em hết rồi nha. 70-75 có ký nhưng mà ít nha. Đây đẹp đây. Rồi 70-75kg đây các chị ơi. Một con viền trắng size to, màu trắng này là màu trắng kem cho em nha, size to. Dành cho anh nào tầm 70-75kg mặc vừa cho em ạ, siêu đẹp nhá. 70-75kg mặc vừa lên cho mã to cho em ạ. Rồi bộ này em sao các chị, 119k mã to. Dành cho anh nào tầm 70-75kg mặc vừa cho em nhá. Bộ này gần như là mới 100% nha các chị ơi, mã to cho em ạ. 70 mã viền em hết rồi chị ơi, chốt mã khác cho em nhá. Rồi lên cho mã to cho em ạ, 70-75kg mặc vừa chốt cho mã to. 119k nguyên một bộ, gồm cả một quần và một áo như thế này chỉ có giá 119k nhá. Rồi ai lấy comment cho mã to cho em, 119k mã to, 70-75kg mặc vừa cho em nhá. Mã to ạ, 119k nhá. Mã viền em hết hàng rồi chị ơi, em còn mã to nha. Trời ơi, bộ này xuất sắc luôn nha mọi người ơi. Bộ này nè, trời ơi bộ này này. Rồi bộ này siêu siêu đẹp cho em ạ. Dành cho anh nào tầm 50-58kg mặc vừa cho em nhá. 50-58kg mặc vừa này. Lấy comment cho em ạ, 65-70kg có luôn nha đoàn ơi. Nhưng mà nó sẽ ít nhá. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ, mã đẹp cho em nhá. 50-58kg bộ này không đẹp không lấy tiền luôn. Bộ này siêu đẹp luôn. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã đẹp cho em ạ, 169k. Dành cho anh nào tầm 50-58kg mặc vừa cho em nhá. Lên nhanh tay cho mã đẹp ạ, 169k. Trời ơi chị, anh nào mà trong cái số ký này không hốt em nói quá tiếc luôn nhá. Bộ này xuất sắc luôn. Rồi mã đẹp 169 kèm số cho em ạ, một mã đẹp nhá. Rồi mã đẹp 169 cho em ạ, xuất sắc luôn các chị ơi. Đẹp 169 cho em. Dành cho anh nào này ở trong này các chị này. Đây mã to này, mã to của chị Xuân Phạm nhá, gọi thử. Rồi mã to của chị Xuân Phạm này, mã đẹp của chị Ngọc Lan. Bộ này đẹp lắm chị Ngọc Lan ơi, nói thiệt luôn ạ. Bộ này không đẹp không lấy tiền, thiệt tình luôn, quá đẹp luôn. Rồi mã đẹp của chị Ngọc Lan nha. Rồi lên cho các chị một bộ này, trời ơi, một bộ màu xanh này các chị này, xuất sắc nha. Rồi bộ này dành cho anh nào ạ? Dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa cho em ạ. Hai cái vai phải bỏ lên trên là vậy. Rồi 50-55kg mặc vừa cho em ạ. Màu này giống kiểu là màu xanh bích nha các chị ơi, đẹp chưa? 50-55kg mặc vừa cho em nha. Dạ rồi, ok, ok, em cảm ơn chị La Quy rất là nhiều nha. Rồi em sẽ dồn đơn cho chị luôn ạ. Rồi mã 65 là sao chị ơi? Dạ rồi ok, em chốt cho chị Ngọc Lan rồi ạ. Nói chung các chị cứ lên trước là em chốt trước thôi. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa nhanh tay chốt cho mã xanh, siêu đẹp luôn nha. Màu này cũng rất là xinh luôn. Rồi mã xanh dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa cho em, xả luôn các chị, 139k mã xanh. Xanh 139 nha các chị ơi, 50-55kg mặc vừa. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã xanh cho em nha. Xanh 139k, 50-55kg mặc vừa. Rồi mã xanh 139k ca chị nào lấy chút nhanh tay cho em ạ. Trời ơi, lên cho các chị một bộ màu đỏ đô nhá. Rồi một bộ màu đỏ đô size nhỏ là các chị này, một bộ màu đỏ đô size nhỏ nhá. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa cho em nhá. 50-55kg mặc vừa cho em ạ. Ai lấy comment nhanh tay cho mã đỏ đô cho em ạ, cực kỳ đẹp nhá. Rồi chốt hàng mã và kèm số cho em ạ. Số đẹp chưa? 149k mã đỏ đô. Rồi 50-55kg mặc vừa lên cho mã đỏ đô cho em nhá. 149k này. Đỏ đô 149 kèm số cho em ạ. Nhanh tay các chị ơi, siêu đẹp nhá. Nhanh tay này. 50-55kg mặc vừa lên cho mã đỏ đô ạ. 149k nhá. Đỏ đô 149 và kèm số cho em nhá. Chốt hàng mã và kèm luôn số điện thoại cùng một dòng là có đơn nha các chị ơi. Rồi em còn mã xanh, em còn mã đỏ đô, chị nào lấy thì comment cho em ạ. Mã xanh hoặc là mã đỏ đô và kèm luôn số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một bộ màu đen tuyền nha các chị ơi, bộ này là không viền gì hết nhá. Anh Trần Thoàng Thoàng ơi, những cái bộ này người ta mặc đi xui á, anh không có mắt thẩm mỹ hả anh? Rồi mã đẹp em hết rồi nha, mã A01 em hết rồi ạ. Rồi bộ này ạ. Rồi bộ này nói chung là những cái hàng này cũng từ studio áo cưới, những cái hàng mà họ cho các chị thuê. Ví dụ như các chị đi thuê làm xui á, ví dụ một lần á, đi thuê 200-300 nghìn. Bây giờ họ cho thuê 2-3 lượt như vậy là hết đợt á. Mã đỏ đô của chị ở anh Tiêu Chin nha. Hết đợt ví dụ 2-3 lần là bắt đầu họ đổi mẫu mới là họ thanh lý cho mình nha. Rồi lên cho em mã đen cho em ạ. Bộ này là đen trơn cho em, 50-58kg mặc vừa cho em nhá. 50-58kg mặc vừa lên cho em mã đen. Trời ơi đẹp quá các chị ơi. Mã đen nha các chị ơi, mã đen này. Rồi 139k mã đen. 50-58kg mặc vừa lên cho em mã đen cho em nhá. 139k. Năm nay em ít bán hàng này chứ năm ngoái hả? Năm ngoái là lúc nào nhà em cũng có sẵn hàng này luôn. Các chú ở trong xóm này, ở trong xóm có thứ làm chuẩn bị mà đám cưới là vào là mỗi người làm 2-3 bộ là bình thường. Tại vì 2-3 bộ mua mới bằng một bộ mà đi thuê mà
hả? Rồi lên cho mã đen 129k mã đen. Rồi bộ này size to này các chị này. Bộ này size to nha. Rồi dành cho anh nào tầm 60-65kg mặc vừa cho em ạ. 60-65kg mặc vừa lên cho mã xám cho em nha. 139k mã xám này. 60-65kg mặc vừa cho em ạ. Rồi mã xám cho em nha. Xám ạ, xám một cúc có đây anh ơi. Đây ạ, một cúc đây nha. Đây ạ, nó rất là đa dạng luôn. Có một cúc, hai cúc, ba cúc luôn nha. Và nó có dạng giống kiểu Hàn Quốc. Nó rất là nhiều cúc cũng có luôn. Rồi lên cho mã xám cho em ạ. 139k 60-65kg mặc vừa cho em nha. 60-65kg mặc vừa cho em ạ. Nguyên một bộ như thế này thì tính luôn ạ. Một bộ mà chỉ có hơn 100.000 thôi. Cao nhất, mã nào mà cao nhất thì em bán các chị cũng chỉ có 170 là cùng. Nên nói chung là rẻ hơn rất là nhiều so với các chị thuê luôn. Rồi mã xám của Lâm Xuân nha. Mã xám của anh Lâm Xuân này. Xám 139 của anh Lâm Xuân nha. Em còn mã xanh, em còn mã đen. Chị nào lấy comment cho em ạ. Rồi bộ này là bộ sập nhá. Rồi một bộ sập dành cho anh nào ạ. Tầm 55-60kg mặc vừa cho em nha. 55-60kg mặc vừa cho em ạ. Nói chung là những cái hàng này nó rất là đa dạng luôn. Từ đa dạng từ số ký và đến cái kiểu cắt luôn nha. Rồi một con sọc đen siêu đẹp cho em ạ. 55-60kg mặc vừa lên cho mã sọc cho em nha. 139k mã sọc 55-60kg mặc vừa. 55-60kg mặc vừa lên cho mã sọc cho em ạ. 139k nha. Sọc 139 và kèm số cho em ạ. 55-60kg mặc vừa cho em ạ. Siêu đẹp nha. Chất sọc của nó là như thế này. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã sọc cho em ạ. 139k mã sọc. Sọc 139 kèm số cho em ạ. Rồi lên cho các chị một bộ caro Hàn Quốc này các chị ơi. Rồi mã sọc 139 kèm số cho em nha. Xám em hết rồi ạ. Rồi bộ caro Hàn Quốc này dành cho anh nào tầm 60-65kg mặc vừa cho em nha. Trời ơi, đẹp chưa? Rồi bộ này không đẹp thì bộ nào đẹp đấy các chị ơi. Đây ạ, bộ này em có một bộ rồi nha. Bộ này size to hơn này. Rồi 60-65kg mặc vừa lên cho mã Hàn Quốc cho em ạ. Nhanh tay các chị ơi, còn duy nhất một bộ thôi. Rồi mã Hàn Quốc nha. Rồi ai comment cho em ạ, Hàn Quốc cho em ạ. 60-65kg mặc vừa này. Rồi mã Hàn Quốc 179k nha. Hàn Quốc 179 này, nhanh tay các chị ơi. Rồi Hàn Quốc 179k này. Ai lấy comment nhanh tay cho em 60-65kg mặc vừa cho em nha. Rồi mã Hàn Quốc này, Hàn Quốc của chị Ngọc Lan nha. Hàn Quốc của chị Ngọc Lan này. Rồi Hàn Quốc em hết rồi anh Lâm Xuân ơi. Rất là đẹp luôn này các chị nhìn này. Mới hay không các chị nhìn ở phía trong này các chị này. Trời ơi, em thiệt tình luôn á. Không biết là 170.000 này các chị đi mua hay đi may ở đâu được. Thuê cũng không có giá luôn chứ là mua đến may nữa. Rồi một bộ màu xanh ngọc này các chị này. Ngọc Lan. Trời ơi đẹp quá các chị ơi. Rồi lên một bộ màu xanh ngọc nha các chị ơi, màu xanh xanh ngọc ngọc như thế này nha. Màu này nó lạ lạ lắm. Màu này giống kiểu màu xanh ngọc á. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 55-60kg mặc vừa cho em nhá. Có vấn đề chị gọi lại không được ạ, điện thoại chị có vấn đề ạ. Dạ rồi, có thì ngày mai nhân viên sẽ gọi lại nha. Mã caro em hết rồi chị ơi. Quần ren bộ ngày mai em sẽ về là em sẽ lên lô mới nha. Rồi bộ này lên cho mã xanh ngọc cho em 55-60kg mặc vừa mã xanh ngọc. Một trăm hai mươi chín k một trăm hai mươi mày bớt cười tao là. Rồi xanh ngọc 129k 55-60kg mặc vừa, có 75kg luôn nha chị ơi, nhưng mà nó ít á. Tại vì cái form này là form Việt Nam nên nói chung là nó sẽ ít size to hơn là size nhỏ. Và form này là form trẻ nhá. Đa phần là các em bây giờ là thích mặc body nhiều hơn là form rộng. Tại vì đa phần là nói chung là những người mà dưới 50 tuổi thì đa phần là họ mặc body rất là nhiều nhá. Rồi mã xanh ngọc 129 thì chị anh nào lấy thì comment cho mã xanh ngọc cho em nha. Trời ơi, bộ này đẹp quá này các chị này. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 55-63kg mặc vừa cho em nha. 55-63kg mặc vừa cho em ạ, xuất sắc chưa? 55-63kg mặc vừa lên cho mã tím 139k mã tím nha. Tím 139 55-63kg mặc vừa lấy comment cho mã tím cho em nha. Tím 139k mã tím này. Tím 139 tím 139 kèm số cho em ạ. Màu tím này chung là mấy cái màu là nó ít nha. Màu rất là ít luôn nên các chị tranh thủ cho em ạ. Rồi mã tím 139 kèm số điện thoại cho em ạ. Nhanh tay cho mã tím cho em nha. 139k mã tím này. Tím 139 này, chấm bài và tương tác mạnh tay lên cho em nha. Tím 139 kèm số cho em ạ. 55-63kg mặc vừa lên cho mã tím cho em. 139k mã tím nha. Tím 139 ạ. Đây. Rồi một bộ viền trắng viền đỏ cho em nha. 55-60kg mặc vừa. 55-60kg mặc vừa cho em ạ. Trời ơi, trắng viền đỏ rất là đẹp luôn nha. Những cái đường chỉ này là viền đỏ cho em nha.
55 60 kg mặc vừa lên comment cho là mã trắng cho em nha. Rồi bộ này theo các chị 89k. 55 60 kg mặc vừa lấy comment cho mã trắng cho em ạ. Ở bên này nó bị ẩn hay sao mà các chị không thấy comment gì nữa ta? Rồi comment nhanh tay cho em nha các chị ơi. Rồi mã trắng cho em ạ, 89k 55 60 kg mặc vừa. Lấy comment nhanh tay cho mã trắng cho em nha. 89k mã trắng, trắng 89k. Chấm tương tác lên cho em đi nào mọi người ơi, sao tự nhiên im ru vậy? Rồi trắng 89k và kèm luôn số cho em ạ. 55 60 kg mặc vừa mã trắng của chị Triệu Minh nha. Mã trắng 89k của chị Triệu Minh này. Rồi đẹp quá các chị ơi. Rồi lên một bộ siêu đẹp này các chị này. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 55 60 kg mặc vừa thôi nha. 55 đến 60 kg mặc vừa. Rồi màu này giống kiểu là màu lông chuột nha mọi người ơi, rất là đẹp rồi nha. Màu lông chuột này, những cái màu xám này, màu lông chuột này chung là cực kỳ sang cho em nha. Rồi lên cho mã lông chuột cho em 55 60 kg mặc vừa lên cho mã lông chuột này. 139k mã lông chuột nha các chị ơi, mã lông chuột 139k 55 60 kg mặc vừa cho em nha. Lên cho mã lông chuột cho em ạ. Caro Hàn Quốc trước mà em, anh chốt mã Caro á chị Hàn Quốc. Hàn Quốc là chị Ngọc Lan chốt trước, anh coi lại comment giúp em nha. Anh chốt là mã Caro chứ không phải là mã Hàn Quốc. Nói chung là cái mã theo mã em đọc nha, các chị lưu ý cho em ạ. Anh chị lưu ý cho em đọc mã nào các chị chốt mã đó cho em nha. Xanh ngọc của Ngọc Thủ ạ. Xanh ngọc của Ngọc Thủ nhá. Rồi mã lông chuột nha các chị ơi, đúng rồi, mã lông chuột nha, 139k mã lông chuột ạ. Lông chuột 139 nha mọi người ơi. Lấy comment cho em ạ, lông chuột của chị Nguyễn Tám cho hồn đơn này. Rồi lên cho các chị một bộ màu nu nha mọi người ơi. 60-65kg mặc vừa cho em ạ, 60-65kg mặc vừa. Cái bộ này nó bị dính dơ một tí ở chỗ này một chút xíu thôi, về các chị chặt ra giúp em nha. Những cái vết này là vết giống kiểu là họ ăn tiền họ bị dính dơ một tí thôi chứ không phải là gì đâu, nên giặt ra được nhá. Cái dơ như thế nào thì em sẽ báo nhá. Lông chuột em hết rồi chị ơi, lông chuột em hết rồi nha, có người khác chốt rồi nhá. Rồi con này lên cho mã nu cho em, con này nó bị dính dơ một tí em xả các chị 99k. 60-65kg mặc vừa lên cho mã nu nha, xả các chị 99k các chị ơi. Mã nu 99k 60-65kg mặc vừa. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã nu cho em ạ, 99k thôi nha mọi người ơi. Nu 99 này, nu 99 và kèm số cho em nha, dành cho anh nào tầm 60-65kg mặc vừa cho em ạ. Lấy comment cho mã nu cho em nha, 99k. Rồi bộ này size to 65-70kg này, 65-70kg mặc vừa cho em nhá. Anh nào hỏng size to từ nãy giờ nhá, 65-70kg mặc vừa lên cho mã size to cho em ạ, rất là đẹp nhá. Anh nào mà mặc vừa cái bộ này là siêu đẹp luôn cho em ạ. Viền này. Rồi 65-70kg mặc vừa cho em ạ. Đây là size to các chị ơi. Size to đây mà mọi người ơi, không bạn không chốt được ạ, thoát ra vô lại cho em nhá. Rồi ai lên comment nhanh tay cho em ạ. Đúng rồi, chị Ngọc Lan có kinh nghiệm cho việc mua hàng online. Nhiều khi lúc mà mình chốt ra mình thấy mình đầu tiên, nhưng mà thắt ra vô lại là thấy mình đứng thì sau rồi. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ, mã to cho em nha, 65-70kg mặc vừa. Lấy comment cho mã size to, bộ này em theo các chị vừa giá chỉ có 139k nha. Rồi mã size to 139k, ai lấy comment cho em ạ, 65-70kg mặc vừa này. Rồi mã nu này, mã nu của chị Phan Linh, mã size to của chị Nguyễn Vân nha. Rồi mã nu của chị Phan Linh, chị rồi mã size to của chị Nguyễn Vân. Rồi chị Phương Ngàn sao mất rồi nha. Phương Ngàn sao mất rồi, đợi mã khác cho em này. Rồi 65-70kg mặc vừa luôn cho em. Trời ơi đẹp chưa? Size to mà màu xanh này các chị này. 65-70kg mặc vừa cho em nha. Trời ơi đẹp quá, size to nha, rất là đẹp luôn cho em nha. Áo kẻ like mệt quá rồi hả? Vậy hả? Rồi mã size to em hết rồi chị ơi, mã size to em hết rồi chị ơi. Rồi lấy comment cho mã xanh cho em ạ, 65-70kg mặc vừa cho em nha, 65-70kg mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã xanh cho em ạ, cực kỳ đẹp nhá. Rồi rất là đẹp luôn cho em ạ. Chị này, size to mà lại còn size to mà lại còn là màu xanh nữa, rất là ít nha, 149k. Lên cho mã xanh 149 cho em ạ, 65-70kg mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã xanh cho em ạ, 149k nha, xanh 149 ạ. Xanh 149 cho em, size to em hết rồi ạ. Chốt cho em là mã xanh cho em, 65-70kg mặc vừa cho em nha. Rồi mã xanh 149k, mã xanh giúp em nha các chị ơi, siêu đẹp nha. Xanh chị nào size to hộ anh, nào size to hộp liền này. Rồi xanh 149 cho em nha, siêu đẹp luôn cho em ạ. Xanh 149, cái con canh nó còn mệt thôi. Con canh mà cái nơ của nó còn tụt đó. Rồi em cái đó lên cho mã xanh giúp em nhá. Rồi bộ này ạ, bộ này dành cho anh nào ạ? Bộ này dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa cho em nhá. Rồi 50-55kg mặc vừa cho em ạ. 50 mã xanh của chị La Quy này, mã xanh của chị La Quy nhá. Rồi 50 em sợ các chị buồn ngủ, em like chậm là các chị buồn ngủ nên em phải like tốc độ. Rồi cái này lấy comment cho em ạ. 50-55kg mặc vừa nhá. Lên cho mã số 01 cho em ạ. Rồi 129k mã số 01, 129k. Hôm nay là em like chậm lắm rồi đó các chị ạ.
Rồi lấy comment cho em mã số 01 cho em nha. 50 đến 55 ký mặc vừa cho em ạ. 50 đến 55 ký mặc vừa lấy comment cho em mã số A01 cho em nha. 129k. 129k mã số A01 kèm số cho em ạ. Dành cho anh nào tầm 50 đến 55 ký mặc vừa cho em nhá. Rồi A01 là A01 cho em 129k kèm số cho em ạ. Rồi bộ này là size to là 60 65 ký mặc vừa cho em nhá. Một bộ màu trắng cho em, trắng này là trắng kem. Rồi 60 đến 65 ký mặc vừa cho em ạ. À, lấy comment nhanh tay cho em nha. Dạ rồi ok ạ. Dạ chị cần dạ chị em biết rồi, chị có đơn rồi. Có nghĩa là bây giờ ngày mai chị nhân viên chị có gọi báo chị là chị chốt được cái mã này mã kia em gửi luôn. Có nghĩa là đã số điện thoại và địa chỉ của chị nó đã được hệ thống bên em lưu lại rồi á. Rồi con này lên cho mã trắng cho em 79k nha. 60 đến 65 ký mặc vừa cho em siêu đẹp nhá. 60 đến 65 ký mặc vừa. Lấy comment nhanh tay cho em mã trắng giúp em ạ. 79k mã trắng. Trắng 79k và kèm số cho em nha các chị ơi, siêu đẹp nhá, trắng 79 ạ. À lấy comment nhanh tay cho mã trắng cho em 79k mã trắng cho em nha. Em coi còn màu về gì không? Rồi trắng 79k, à lấy comment nhanh tay cho em mã trắng cho em nha. Trắng 79 hết rồi. Trắng 79k hết rồi, bỏ lần nữa rồi nha. Rồi, à lấy comment cho em ạ, mã trắng cho em ạ, 79k mã trắng, trắng 7 trắng 79k các chị ơi, tranh thủ cho em 60 đến 65 ký mặc vừa cho em ạ. Lên cho các chị một bộ màu đỏ tươi. Bỏ này là y chang màu áo khỉ bên trong luôn này. Rồi ai lấy comment cho em ạ, mã trắng 79 cho em nha. Trời đẹp chưa? Rồi bộ đảo tươi cho em 55 đến 62 ký mặc vừa. Bộ này rất là mới luôn các chị ơi, mới tinh luôn, mới không tì vết luôn nhá. Rồi 55 đến 62 ký mặc vừa lên cho mã đảo cho em 149k. 55 đến 62 ký mặc vừa cho em nha, 70 ký có luôn chị ơi. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em ạ, Hưng Sang Nguyễn Chút Hèn lên số cho em nha. Hồng Sa Nguyễn Chút Hèn lên số cho em ạ. Trắng 79k Chút Hèn thì lên số cho em nhá. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 55 đến 62 ký mặc vừa lên cho mã đỏ cho em 149k mã đỏ. Chút Hèn mã và kèm luôn số điện thoại cho em nhá. Đỏ 149k dành cho anh nào tầm 55 đến 63 ký mặc vừa cho em nhá. Lấy comment cho mã đỏ 149 kèm số cho em ạ. Hồng Sa Nguyễn Chút Hèn nhá. Rồi ok được chị Phan Huyền ơi. Rồi Chút Hèn thì kèm số cho em nhá. Chút Hèn thì kèm số cho em ạ. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em ạ, mã đỏ nha mọi người ơi, 149 nè. Rồi lên bộ này Chút Hèn kèm số mọi người ơi. Rồi 60-65 ký mặc vừa cho em ạ, 60-65 ký mặc vừa cho em nhá, đẹp chưa? 60-65 ký mặc vừa cho em ạ, lấy comment cho mã viền cho em nha, siêu đẹp luôn cho em ạ. Rồi mã viền cho em ạ, bộ này là form trẻ cho em nhá, kiểu rất là trẻ trung. Rồi dành cho anh nào tầm 65-70 ký mặc vừa, 60-65 ký thôi. Rồi mã trắng của Hồng Sang Phạm nha, hàng Hồng Sang Nguyễn nhá. Mã trắng của chị Hồng Sang, à, anh Hồng Sang Nguyễn. Rồi em còn mã đỏ này. Rồi dành cho anh nào tầm 60 đến 65 ký mặc vừa cho em, hàng một nút nhá. 60 65 ký mặc vừa cho em ạ, 80 ký em nghĩ là không sợ sợ ít đấy. Rồi lấy comment nhanh tay cho em mã viền nha các chị ơi. Rồi mã viền nha, siêu đẹp luôn cho em 149k mã viền. Viền 149 của Dương Hợ nhá. Viền 100. Không bao giờ gọi điện được hết. Ôi, vậy là áo dài sườn xám chưa đi một đơn nào hết. Vậy là đơn có đơn ở trên nhà á, đơn chiều trên bụng. Các chị ơi chốt hàng mà ví dụ như các chị cho số điện thoại, các chị chốt hàng là các chị cũng muốn coi hàng mất thời gian đúng không? À, mua nhiều rồi chứ bây giờ đi được một đơn nào không? Chiều nay cũng chốt nhiều ấy. Ví dụ hỏi hả? Ừ. Thì em tưởng đâu là khách cũ. Mà chưa đi hả? Cứ gọi được đâu mà đi. Chốt ủa sao kỳ vậy chị Dương hỏi, sao kỳ vậy? Sao chị chốt hàng mà không bao giờ bên em gọi điện cho chị được, vậy thì chốt làm gì chị ơi? Rồi mã viền em chốt cho chị Hương KD Nguyễn nhá. Mọi người chốt hàng phải thật tâm giúp em với nha mọi người ơi, và cho số điện thoại cũng thật tâm cho em ạ. À, các chị coi like cũng mất thời gian và tụi em like cũng rất là cực khổ luôn, nên mọi người cố gắng chốt hàng là chốt chắc chắn cho em nha. Mã viền cho chị Hương KD Nguyễn nha. Mọi người chốt hàng chắc chắn cho em với ạ. Và em đã nhớ một lần mà gọi các chị không được và như nào là lần sau em sẽ không dám chốt nữa đâu nha. Rồi bộ này dành cho chị nào anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa cho em ạ. Viền sọc rất là đẹp luôn cho em nha. Rồi 60-65 ký mặc vừa lên cho mã lông chuột cho em 149k nha. 60-65 ký mặc vừa lấy comment cho mã lông chuột này 149k các chị ơi, siêu đẹp nhá. Rồi mã lông chuột 149 cho em ạ, dành cho anh nào tầm 60 đến 65 ký mặc vừa nhá. Rồi lấy comment cho em là mã lông chuột cho em nha. À, em gọi lại shop mà shop bảo để coi lại đơn mà. Thì lúc đó đã xả rồi chứ còn gì nữa. Gọi để chị bấm qua ngày hôm sau. Tại vì các chị gọi ví dụ 3-4 lần mà các chị không nghe máy, ví dụ như đến lúc shipper gọi thì làm sao mà gọi được. Rồi tạm thời thì cái đơn này em không chốt cho chị nha, để những cái đơn kia giải quyết giao cho chị xong xuôi, những đơn sau em sẽ chốt nha. Rồi mã lông chuột 149k, ai lấy comment cho em ạ, 60-65 ký mặc vừa cho em nha, đẹp quá.
Rồi lên một bộ siêu đẹp cho em ạ. Theo toàn bộ như thế này nhá. Bộ này làm, nói chung là bộ này siêu điệu luôn ạ. Bộ này siêu điệu luôn cho em nhá. Rồi dành cho anh là tầm 60 đến 65 ký mặc vừa cho em ạ. 60 lông chuột chuồn đơn cho chị Nguyễn Cúc. Lông chuột chuồn đơn chị Nguyễn Cúc nhá. Rồi cái này dành cho anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa cho em. Toàn bộ là theo nhá. 60-65 ký mặc vừa. Ai lấy comment nhanh tay cho mã theo cho em ạ. Rất là đẹp nhá. Rồi mã theo nha mọi người ơi. Chị nào mà studio váy cưới các thứ này, chị về nói chung là về cho thuê một lần thôi là dư sức. Dư sức em đảm bảo các chị là mới gần như 100% nha. Rồi mã theo 159k dành cho anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa cho em nha. Mã viện à, ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Rồi mã theo cho em nha, mã theo 60-65 ký mặc vừa, mã lông chuột em hết hàng. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho mã theo cho em, rất là đẹp luôn nha các chị ơi. 60-65 ký mặc vừa 159k. Bộ này mới gần như 100% đảm bảo các chị luôn, từ cái quần trời ơi rất là mới nhá. Rồi mã theo 159 và kèm số cho em 60-65 ký mặc vừa cho em ạ. Theo 159 nhá. Rồi lên cho chị một bộ màu đen này, size to này các chị này. Bộ này dành cho anh nào tầm 60 đến 68 ký mặc vừa cho em ạ. 60 đến 68 ký mặc vừa cho em nha. Chị cho địa chỉ mà vấn đề là chị biết sao không? Khi mà shipper giao hàng, số điện thoại là quan trọng nhất. Các chị phải nghe được điện thoại để shipper họ hẹn là giao hàng ở đâu hoặc như thế nào thì mới biết được là như nào. Chứ còn cho địa chỉ chính xác mà người ta đứng ở trước cổng nhà chị mà người ta không gọi chị được thì cũng vậy luôn á. Rồi lại comment cho em ạ. Có này 60 đến 68 ký mặc vừa cho em nha. 60-68 ký mặc vừa cho em ạ. Siêu đẹp, lấy comment cho mã đen 139k nha. 60-68 ký mặc vừa lên cho mã đen 139k mã đen cho em nha. Bộ này siêu đẹp các chị ơi. Đen 139 kèm số cho em ạ. Đen 139 cho em ạ. Đồng hồ kia sẽ điêu hỏi sẽ sai hả? 9h15 đúng không? 9h15 mà nó lên tới 10h. Hàng này hàng nước Việt Nam chị ơi. Hàng của Việt Nam nha. Hàng nước ngoài họ về không có nguyên bộ đâu. Hàng nước ngoài về chỉ có áo và không có quần. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Rồi ok chị Dương Hợi nha. Ok chị Dương Hợi. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ. Ok chị Dương Hợi, có gì chị liên lạc qua số ở trên đó 0971417447 để bây giờ chị có thể làm cọc luôn giúp em hoặc là như nào nhá. Rồi mã đen này của chị Lê Duyệt này. Mã đen nhá, 139k của chị Lê Duyệt, 60-65 ký mặc vừa cho em nhá. Chị liên hệ số điện thoại cho em nha chị ơi. Rồi bộ này ạ, 50-55 ký mặc vừa cho em nha. Trời ơi, một bộ màu nu này, phối đồng này rất là đẹp cho em nhá. Rồi 50-55 ký mặc vừa mã đen tạm thời em hết rồi nhá. Chính thức có size lớn không là sao chị ơi? Có size lớn nhưng mà ví dụ ở trong này lô đến 200 ạ, bộ thì chỉ có tầm 2-3 bộ thôi. Nếu mà chị đủ kiên nhẫn chị chờ em lên size lớn, tại vì em cũng không biết bộ nào là size lớn, thực chất là như vậy. Nếu mà chị đủ kiên nhẫn chị chờ em lên size lớn thì chị chờ nhá. Còn không thì em cũng không biết làm sao luôn. Rồi mã nu cho em ạ, 50-55 ký mặc vừa cho em nhá. 50-55 ký mặc vừa lên cho mã nu cho em, siêu đẹp luôn, xả các chị 79k. Mã nu cái này các chị có thể là mua dành cho các bé trai tầm 40-50 ký mặc cũng đẹp luôn cho em nhá. Rồi 45 đến 55 ký mặc vừa, lấy comment cho mã nu 79k cho em ạ. Màu này là màu kem và phối với một cái màu đồng rất là đẹp luôn cho em nhá. 79k mã nu. Rồi có em chốt cho chị gọi lại và chị cặp gà cho em thì em mới chốt nhá. Rồi lấy comment cho em ạ. Rồi cái này ghi dự bị chị Dương Hội, cái của chị Hương Nguyễn KTDT gì đó. Rồi đúng rồi. Rồi em ghi dự bị cho chị rồi nhá. Rồi mã nu 79k kèm số cho em. Trời ơi, một bộ màu xanh ngọc siêu đẹp này, nu của chị Trang Mai dồn đơn nha. Nu chị Trang Mai dồn đơn. Chị nào năm ngoài đã mua hàng bên em thì biết nha. Lô này em nói cực kỳ đẹp cho em ạ. Rồi một bộ màu xanh ngọc siêu đẹp cho em ạ. 50-55 ký mặc vừa cho em nha. Nguyên một bộ như thế này. Rồi 50-55 ký mặc vừa lên cho mã xanh ngọc 149k. Quá xuất sắc luôn. Rồi xanh ngọc 149k dành cho anh nào tầm 50-55 ký mặc vừa cho em nha. 50-55 ký mắc vừa lên cho mã xanh ngọc giúp em nha. 149k mã xanh ngọc. Xanh ngọc 149 kèm số cho em ạ. Siêu đẹp các chị ơi, xanh ngọc 149 cho em nha. 50-55 ký mắc vừa cho em ạ. Nu em hết hàng nha. Nu em hết rồi. Tại vì em like bằng hai máy nên các chị tranh thủ cho em ạ. Thấy cái nào đẹp, thấy cái nào ok thì chốt liền cho em nha. Rồi mã xanh ngọc 50-55 ký mắc vừa cho em ạ. Bộ này siêu đẹp luôn cho em, có duy nhất một bộ thôi nha. Rồi xanh ngọc 149 và kèm số cho em ạ. Rồi lên một bộ màu xám size nhỏ nè các chị nè. Rồi 50-58 ký mặc vừa cho em ạ. 50-58 ký mặc vừa cho em nhá. Rồi lấy comment cho em là mã xám cho em nha. Đẹp chưa các chị ơi, 139k mã xám.
dành cho anh nào tầm 50 đến 58 ký là mặc đẹp chị em ạ. 50 đến 58 ký mặc đẹp nhá. Rồi em còn mã xanh ngọc, chị nào lấy thì comment cho em mã xanh ngọc và kèm số cho em nhá. Rồi lên cho em mã xám cho em ạ, 139k, 50 đến 58 ký mặc vừa mã xám này, 139k mã xám này. Xám 139 của chị Trang Mai, xám 139k của chị Trang Mai dồn đơn nhá. Xanh ngọc đẹp mà các chị không chốt hả các chị ơi? Xanh ngọc rất là đẹp luôn và cực kỳ mới nhá. Rồi mã xám của chị Trang Mai rồi nhá. Rồi lên một bộ màu đen ạ, bộ này dành cho các chú trung niên nhá. Rồi cái này là hàng van đốc chị em ạ, trời ơi. Thôi cái này nó đi kèm calabash luôn thì em bỏ vào đây cho các chị luôn ạ. Calabash đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp ghê không? Calabash rất là sang nhá. Rồi cái này ạ, lên cho em mã tặng đi, nó có kèm cái mã tặng này. Rồi mã xám em hết rồi nhá. Rồi con này ạ, dành cho chú nào tầm 55-60 ký mặc vừa cho em nhá. 55-60 ký mặc vừa cho em, hàng ba nút, hàng này là của trung niên. Lưu ý cho em ạ, hàng này là của các chú tầm 50 tuổi trở lên thì mặc đẹp nhá. Rồi 55-60 ký mặc vừa cho em ạ, là cái calabash này nó có sẵn trong túi em tặng luôn. Rồi lên cho mã tặng cho em ạ, 139k mã tặng nhá. Mã tặng kèm mà em có bỏ luôn này, mai đồ đừng bảo đứa nào vất ra nữa. Rồi mã xanh ngọc của chị vợ của A Vũ Huy Linh Phương nha. Rồi lên cho mã đen tặng cho em ạ, đen kèm tặng nhá, đen kèm tặng này. Rồi lên cho mã đen kèm tặng 139k, 55-60 ký mặc vừa nhá, kèm tặng thêm một cái calabash nhá. Rồi đen kèm tặng 139 kèm số cho em ạ, mai dặn nó mất cơ mấy đứa lại thấy lại bỏ ra nữa. Rồi đen kèm tặng nhá, 139k mã xanh ngọc ạ, xanh ngọc em hết rồi nha. Xanh ngọc em hết rồi, đen kèm tặng. Ai lấy comment nhanh tay cho mã đen tặng cho em nha. Rồi mã đen tặng này của chị dạ không. Rồi mã đen tặng nha, đen tặng này của chị Nguyễn Mai, đen tặng của chị Nguyễn Mai nha. Rồi mã xanh em hết rồi ạ. Rồi lên một bộ màu trắng đẹp nha các chị ơi. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 55 đến 58 ký mặc vừa, 50 đến 58 ký mặc vừa cho em nhá. 50 đến 58 ký mặc vừa, bộ này là màu kiểu màu trắng kem á. Rồi lấy comment cho em mã trắng kem cho em nha, 50 đến 58 ký mặc vừa. Rồi lấy comment cho em mã trắng kem cho em ạ, sale luôn bộ này cho các chị 79k nha. Rồi trắng kem 79k, 50 đến 58 ký mặc vừa. Lấy comment cho em mã trắng kem cho em nhá, siêu đẹp luôn. Bộ màu trắng thì nó ít người mặc thì em sale các chị rẻ luôn. Rồi 79k lên cho mã trắng kem 79k các chị ơi, siêu đẹp nha, đen kèm tặng của chị Nguyễn Mai rồi ạ. Rồi lấy comment cho mã trắng kem nhá, 50-58 ký mặc vừa cho em ạ, trắng kem 79k, trắng kem 79k kèm số cho em ạ, trời ơi. Rồi lên một áo đen viền đồng, một bộ đen viền đồng này. Rồi bộ này dành cho chú nào tầm anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa cho em nhá. Rồi 60-65 ký mặc vừa lên cho mã viền đồng cho em ạ. Bộ này rất là sang luôn cho em nhá, một bộ đen viền đồng. Rồi 60-65 ký mặc vừa lên cho mã viền đồng nhá, 139k các chị ơi. 139k lên cho mã viền đồng dành cho anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa cho em nhá. Mã kem đen kèm tặng em hết rồi chị ơi, em hết rồi nhá. Rồi lấy comment cho mã đệ mã viền đồng cho em ạ, 60-65 ký mặc vừa cho em nhá. Rồi lấy chút nhanh tay cho mã viền đồng này, mã trắng kem của chị anh Thiên Bảo này, mã trắng kem của anh Thiên Bảo nhá. Rồi mã viền đồng 60-65 ký mặc vừa cho em, 139k nhá, 139k mã viền đồng 139 và kèm luôn số cho em nhá, viền đồng rất là đẹp luôn nhá. Rồi bộ trắng size to này các chị ơi, anh ơi 60-65 ký mặc vừa cho em nhá. 60-65 ký mặc vừa cho em ạ, trắng kem em hết hàng nhá. Rồi 60-65 ký mặc vừa cho em ạ, trắng kem của anh Thiên Bảo rồi nhá. Rồi 60-65 ký mặc vừa cho em nhá. Rồi lấy comment cho mã số A79 cho em ạ, 79k nhá. 60-65 ký mặc vừa. Rồi cái phần túi của nó là phối màu lông chuột nhá. Lấy comment cho mã số A79 cho em ạ, 79k dành cho anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa cho em nhá. Em còn mã viền đồng mọi người ơi, viền đồng cũng rất là đẹp nhá. Rồi A79 cho em 79k, 60-65 ký mặc vừa. Rồi A79 cho em ạ, A79 cho em 79k thôi, nguyên một bộ gồm một quần một áo như thế này. Rồi mã viền đồng của chị Trần Thanh Tú nhá, viền đồng của chị Trần Thanh Tú này. Rồi em còn mã số A79, anh nào lấy chị nào lấy thì chốt cho em là A79 cho em nhá. Trời ơi, cái bộ này siêu đẹp này mọi người ơi, bộ này siêu đẹp cho em nha. Rồi viền đồng của Trần Thanh Tú nhá. Rồi bộ này dành cho chú nào tầm 60-68 ký mặc vừa cho em nhá. 60-68 ký mặc vừa, 68 ký là anh nào chú nào phải cao trên 1m7 giúp em nhá. Rồi hàng này là hàng ba nút cho em ạ, hàng ba nút cho em nhá. Đến gần cho mọi người xem cái thiết vải của nó này, rất là đẹp cho em ạ. Đây ạ, nó là sọc sọc như thế này nhá, một bộ màu lông chuột cho em ạ và sọc sọc nhá, rất là đẹp luôn.
Rồi dành cho chú nào tầm 60 đến 70 ký, 60 68 ký mặc vừa cho em ạ. 60 68 ký mặc vừa A79 của chị Nga Nga Phạm nhá. A79 của Nga Nga Phạm. Rồi 60 đến 68 ký mặc vừa cho em ạ. Em nói rất là đẹp luôn cho em, mới gần như 100%. Bộ này mà mua về làm quà tặng thì quá đúng mà luôn nhá. 60 68 ký mặc vừa lên cho mã đẹp cho em nha, 149k. 60 68 ký mặc vừa lên cho mã đẹp ạ, 149k mã đẹp nhá. Đẹp 149k và kèm số cho em ạ, 60 đến 65 ký mặc vừa cho em ạ, 60 68 ký mặc vừa. 60 68 ký mặc vừa cho em nhá. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã đẹp ạ. Đẹp nha mọi người ơi, bộ này siêu đẹp và mới cho em nhá. Rồi 149k mã đẹp. Đẹp 149 và kèm số cho em. À lấy comment nhanh tay cho mã đẹp cho em nhá. Rồi 149k đứng lên ấy này này. Rồi đẹp 149 kèm số cho em ạ. À lấy comment nhanh tay cho mã đẹp cho em ạ. 149k mã đẹp nhá. Đẹp 149 kèm số cho em ạ. Rồi cái này ạ, viền của nó là viền kim tuyến nha mọi người ơi. Một bộ màu trắng kem viền kim tuyến nhá. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 60 đến 65 ký mặc vừa cho em ạ. Phí vận chuyển đồng giá là 30k cho em nha. Quên không lưu ý các chị nhá. Bên em các chị mua 10 bộ hay một bộ thì cũng đồng giá là 30k tiền ship. Nên các chị cố gắng cho em chốt nhiều thì sẽ được nha. Và đơn lên trên 500k. Nếu mà các chị không phải là khách cũ thì phải là cọc cạc hoặc là chuyển khoản cho em nhá. Rồi mã đẹp của anh Hoa Hoàng nha. Đẹp của anh Hoa Hoàng nha, 149. Rồi bộ này siêu đẹp luôn cho em ạ. Bộ này siêu đẹp nhá. Đây ạ, nó là viền kim tuyến nè. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 60 đến 65 ký mặc vừa cho em ạ. 60 65 ký mặc vừa. Anh nào cao có thể là lên tới 70 ký mặc vừa cho em nhá. Rồi bộ này ai lấy comment nhanh tay cho mã viền giúp em nha. Rất là đẹp luôn cho em ạ. Toàn bộ nó là viền kim tuyến này. 60 đến 70 ký mặc vừa. 70 ký là anh nào phải cao tới 1m7 nhá. 1m7 trở lên giúp em. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã viền cho em nha. Sale bộ này cho các chị 89k mã viền. Viền 89k dành cho anh nào tầm 60 đến 70 ký mặc vừa cho em ạ. Ai lấy comment nhanh tay cho mã viền giúp em nha. 89k mã viền. Viền 89k và kèm số cho em ạ. Viền 89 các chị ơi. À lấy comment nhanh tay cho mã viền cho em nha. 89k mã viền cho em ạ. Rồi viền 89 kèm số cho em ạ. Rồi lên cho các chị một bộ màu xám này các chị này. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 55-60 ký mặc vừa cho em nha. 55 đến 60 ký mặc vừa. Rồi bộ này ai lấy comment nhanh tay cho mã xám cho em nha. Mã đẹp em hết rồi ạ. Còn xanh không em còn nhá. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho mã xám cho em ạ. 60 đến 55-60 ký mặc vừa cho em. Chất vải của nó là có caro ánh nhẹ như thế này mọi người thấy không ạ. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho mã xám nhá. Mã viền này, mã viền 89k của anh Hoa Hoàng nhá. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ. Rồi mã xám cho em nhá. Mã xám. Rồi 139k mã xám dành cho anh nào tầm 55-60 ký mặc vừa. Rồi mã xám 139 cho em ạ. Mã xám của chị Nga Nga Phạm dồn đơn nhá. Xám của chị Nga Nga Phạm dồn đơn ạ. Xám Nga Nga Phạm dồn đơn. Chấm tương tác mạnh tay lên cho em nha. Đây ạ. Xám đây mã viền này Hoa Hoàng này. Võ Quỳnh làm gì có đơn hàng bên mình đâu. Hả? Võ Quỳnh làm gì có đơn hàng bên mình đâu đúng không? À, bị dây kéo hả chị ơi, dây kéo ở phía sau bị hư hả? Rồi có gì ngày mai chị liên hệ vào số hotline cho em nha. Để ví dụ như là các chị đi thay dây kéo cho em ạ. Hết bao nhiêu thì em sẽ nạp cả em báo cho các chị nhá. Tại vì nhiều khi mà nhân viên mặc line thì nó không có bị gì hết. Nhưng mà nhiều khi mà tới tay các chị do vận chuyển các thứ á, nó bị dây kéo. Đó là cái điều giống kiểu là nó ngoài ý muốn của các em. Tụi em á, thì nếu mà ví dụ thì ấy thì em sẽ kiểu là nạp tiền để cho các chị sử dụng. Phạm Phạm Nga Phạm đâu ta? Làm sao? Phạm ngay sao? Nga Phạm ngay chân nó. Làm sao? Đó cái đây. Kia, ngay chân mày đây. Con lại mẹ cái đơn đâu? Đơn ngay chân mày. Rồi mã xám em hết nha. Rồi lên cho mã đỏ đô cho em ạ. 50 đến 55 ký mặc vừa cho em ạ. Bộ này siêu đẹp cho em nhá. 50 đến 55 ký mặc vừa lên cho mã đỏ đô cho em ạ. Rồi 149k gần xong. Rồi đỏ đô 149 cho em ạ. 50 đến 55 ký mặc vừa. 50 55 ký mặc vừa mã xám em hết, mã viền em hết nha. Rồi lại comment cho mã đỏ đô cho em ạ. 50 đến 55 ký mặc vừa mã đỏ đô này. Rồi bộ này em sale các chị cho các chị với giá chỉ có 149k nhá. 49k nhá. Cờ chết mang về bán hả Lưu Huỳnh. Anh ơi Việt Nam mình có chết không anh? Bộ này mà hàng của Trung Quốc hả? Việt Nam mình không mặc được bộ này à? Nhiều sao mà anh thiệt ra không biết cái mặt anh có đẹp không chứ mà cái não của anh sao ngắn vậy không biết nữa. Bộ này là hàng Trung Quốc hả mọi người? Mà Trung Quốc thì cũng vậy thôi, bây giờ em nói thiệt luôn, từ nồi cơm điện từ các thứ bên mình nhập từ Trung Quốc hết á. Nhưng mà vấn đề mà khi mà dịch bệnh á thì người cũng không còn không đi được nữa, huống gì là hàng hóa đúng không?
Nên nói chung là đừng đừng có phát biểu khi mà được, nói chung trước khi phát biểu mang não theo dùm em cái anh Lưu Huỳnh nha. Rồi mã đỏ này, mã đỏ 149k mã đỏ nhá. Đỏ 149 kèm số cho em ạ. Rồi bộ này size nhỏ này, bộ này size nhỏ cho em 40 đến 50 ký mặc vừa cho em nhá. À chị nào có thể là mua vết này mà nói vết Trung Quốc thì tạm bó tay rồi, não ngắn quá. Rồi bộ này 40 đến 50 ký mặc vừa cho em ạ. Mà có Trung Quốc thì nói chung là có Trung Quốc thì cũng không có vấn đề gì đâu các anh chị ạ. Hàn Quốc mặc nhiều. Hàn Quốc họ thích mặc vest hơn à. Rồi 40 đến 50 ký mặc vừa cho em ạ. 40 50 ký mặc vừa. Rồi lấy comment nhanh tay cho em mã nhỏ cho em nhá. Bộ này size nhỏ em xếp cho chị 99k này. Rồi và cái này các chị có thể là mua dành cho các bé nhá. Bé học lớp 7, lớp 8, lớp 9 gì đó mà cũng ok. Nói chung 40kg là mặc được rồi. Rồi 40-50kg mặc vừa lên cho mã nhỏ cho em ạ. Bộ này em xả các chị 99k nhá. Rồi nhỏ 99 ạ. À, lấy comment nhanh tay cho mã nhỏ cho em ạ. 99k mã nhỏ. Nhỏ 99k và kèm số cho em nhá. Nhỏ 99k. Nhiều người không biết phát biểu ra làm gì để họ chửi cho xong im ru không biết nữa. Rồi mã nhỏ 99k, ai lấy comment nhanh tay cho em nha. Rồi lên cho chị một bộ màu trắng này. Bộ này dành cho ai chị nào tầm 50 đến 5 anh nào tầm 50 55 ký mặc vừa cho em nha. 50 đến 55 ký mặc vừa, 50 đến 55 ký mặc vừa cho em ạ. 50 để em coi cái mặt anh con nó như nào. Chu trông đẹp. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em ạ, mã trắng cho em nha. 50 mã nhỏ của chị Tuyết Nguyễn nhá. Mã nhỏ của chị Tuyết Nguyễn này. Rồi 50 đến đó. Ủa sao không thấy ta? Mã đỏ của Vũ Phi Linh Phương, không phải thấy luôn. Rồi 50 đến 55 ký mặc vừa lên cho mã trắng. Bộ này em xả các chị 79k nhá. Trắng 79k, 50 đến 55 ký mặc vừa mã trắng này. 79k mã trắng giúp em nhá các chị ơi. Trắng 79k, trắng 79k Vũ Phi Linh Phương này. Rồi ok, Vũ Phi Linh Phương đó là có đơn rồi. Vũ Phi Linh Phương có đơn rồi, ok này. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã trắng cho em nhá. Rồi mã trắng này 79k. 50 Linh Phương mới ghi được kìa. Rồi nó bỏ vào 50 55 ký mặc vừa cho em ạ. Đỏ đô Vũ Huy Linh Phương rồi. Rồi có lại mỗi trắng cho em 79k mã trắng nhá. Trắng 79k kèm số cho em ạ. Trắng 79 này. Rồi trời ơi các chị ơi siêu đẹp cho em nhá. Một bộ viền đồng này mọi người ơi, rất là đẹp cho em nhá. Rồi dành cho anh nào ạ? Dành cho em nào? Cái bộ này em sẽ kèm luôn một cái áo khỉ như thế này nhá. Kèm luôn một cái áo khỉ này. Có ok chưa chị? Dạ rồi. À, nói chung một bộ em cũng ship nha, một bộ em cũng ship, một bộ cũng 30.000 tiền ship và hai bộ thì cũng 30.000 tiền ship ạ. À, rồi bộ này dành cho anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa cho em ạ, cực kỳ đẹp nhá. 60-65 ký mặc vừa cho em ạ. Tuyết Nguyễn ơi chị được mã nhỏ rồi nha chị Tuyết Nguyễn ơi, nãy giờ em mới thấy chị chốt đúng một bộ duy nhất là mã nhỏ và chị đã được rồi nhá. Rồi 60-65 ký mặc vừa cho em ạ, kèm luôn cả áo khỉ nhá. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã bộ khỉ cho em ạ. Mã bộ khỉ cho em gồm có cả áo khỉ luôn cho em nha. Sale các chị 159k thôi. 60-65 ký mặc vừa nhá. Rồi lấy comment cho là mã bộ khỉ cho em ạ. 69k. Bộ khỉ 159k mã bộ khỉ. 60-65 ký mặc vừa cho em nhá. Đỏ đô chị có được không? Vừa mới sáng nãy của đỏ đô. Ủa sao chị nãy giờ em đâu có thấy chị chốt gì đâu chị Quyên Linh Thị ơi. Chị chốt nhưng mà chị không lên số. Đỏ đô em hết nhá, đỏ đô em hết rồi chị ơi. Rồi lên cho là mã bộ khỉ cho em ạ. 159k 60-65 ký mặc vừa cho em ạ. Bao gồm một áo khoác, một áo khỉ và một cái quần nhá. Rất là đẹp luôn. Rồi lại comment cho em mã bộ khỉ 159 cho em ạ. Gồm 3 chi tiết nha. Một set gồm 3 chi tiết. Rồi áo và áo khỉ và quần. Rồi lại comment nhanh tay cho em ạ. Mã bộ khỉ nhá. Mã bộ khỉ của Lộc Trần. Quên. Ta tưởng là của ta bị ẩn comment 70kg vừa không mà sắm tiền cho anh chưa. Em không biết nữa à, cái đó hình như anh chưa được đơn đó chị anh ơi. Rồi áo vest nam ạ à. Áo vest nam chị ơi sắm hả các chị này. Rồi 55-60kg mặc vừa cho em ạ à. Bộ khỉ em còn nhá. Bộ khỉ nguyên một bộ mà sao các chị không chốt, rất là đẹp nhá. Rồi mã sắm cho em bộ khỉ của Mạnh Hương này. Có đơn chưa? Bộ khỉ của chị Mạnh Hương. Rồi xám cho em nha. 55 đến 60 kg mặc vừa lên cho mã xám 139k. 55 60 kg mặc vừa lên cho mã xám này. 139k mã xám, xám 139 kèm số cho em nha. 55 60 kg mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã xám cho em ạ. Bộ khỉ em hết rồi anh ơi. Rồi em còn mã xám cho em nha. 55 60 kg mặc vừa cho em ạ. 55 60 kg mặc vừa cho em nha. Nên trắng. Ai lấy comment nhanh tay cho mã xám cho em nha. 139k mã xám, 55-60 ký mặc vừa. Rồi mã xám 139 giúp em, xám 139 nhá. Trời ơi,
Rồi lên một bộ màu đỏ đỏ đô size to này mọi người ơi, xuất sắc. Rồi bộ này dành cho anh nào tầm 65-70kg mặc vừa cho em. Quá đẹp luôn nha các chị ơi. Màu này là màu đỏ mận cho em ạ. Và màu nó trời ơi, chất này nặng và cực kỳ đanh luôn cho em ạ. Rất là mờ nha. Rồi 65-70kg mặc vừa lên cho em ạ to. Bộ này size to nha, 65-70kg mặc vừa. Anh nào cao trên 1m7 có thể lên tới 75kg mặc vừa cho em ạ. Lâu là em phải móc coi mình, nhiều khi người ta thuê, người ta đi đám cưới rồi người ta bảo vài chỉ vài trăm thì sao. Rồi lấy comment cho mã to cho em nha. Rồi 65-75kg mặc vừa cho em ạ. Lấy comment cho mã to cho em ạ. Bộ này chất vải của nó cực kỳ nặng và đanh luôn. Rồi lấy comment cho mã to cho em nha. Rất là đẹp luôn. Em còn mã xám nha. Rồi 149k mã to. To 149k các chị ơi, siêu đẹp luôn cho em nha. Đảm bảo bộ này không đẹp và không lấy tiền các chị luôn này. Rồi mã to 149k này, mã to này, mã to đẹp này, mã xám của Phạm Căng. Mã xám Phạm Căng nha, mã to đỏ của chị Huỳnh Lợi nha. Mã to đỏ của Huỳnh Lợi này 149k thôi. Nói chung là cái bộ này nó phải nặng cả ký, em đảm bảo luôn, nó phải nặng cả ký đó. 80-85kg thì